Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 87. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà bên trong, Long Trảo tự giam mình ở bên trong phòng, ai cũng tìm không thấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão Thiên Tôn thì cùng Tương Huân ngồi xuống trong đại sảnh, chu vi toàn bộ đều là giám thị người. Bọn họ 24 giờ nhìn chằm chằm Tương Huân, một tấc cũng không rời. Đối mặt như vậy tràng cảnh, Tương Huân cũng là thấy có lạ hay không. Ngược lại thì Lão Thiên Tôn có một chút ngoài ý muốn, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói rằng, Tương Huân, dù nói thế nào ngươi cũng là long mạch ngôn ngữ người, rơi xuống ngày hôm nay nông nỗi này, không cảm thấy khó chịu sao. Tương Huân mặt không thay đổi hồi đáp, hơn 1000 năm qua, chúng ta tưởng ra không đồng nhất thẳng đều là bị giám thị sao. Đúng vậy, nói cái gì hợp tác, kỳ thực 1000 này năm qua, tưởng ra vẫn luôn là bị long mạch khống chế. Chỉ bất quá Long Trảo đem sự tình làm được tuyệt hơn rồi. Lão Thiên Tôn tiếp tục nói, kỳ thực không cần phải như vậy. Tương Huân, ta thực sự không nghĩ ra, người tại sao muốn cùng Giang Sách hợp tác? Theo Long Mạch không tốt sao? Tương Huân hơi biến sắc mặt, nói rằng, lời này cũng không thể nói lung tung, ta từ lúc nào cùng Giang Sách hợp tác rồi? Không thừa nhận, ha ha, không thừa nhận cũng không còn quan hệ. Lão Thiên Tôn uống cạn trong chén trà. Nói rằng, nếu như không phải ngươi mật báo, Giang Sách như thế nào khả năng 3 lần 4 lượt may mắn qua cửa? Long Trảo như thế nào lại bị dày? Tương Huân, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta đều phải khuyên ngươi một câu, trưởng đi đường đêm không có không gặp quỷ, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Tương Huân cũng ực một cái cạn trong chén trà, nói rằng, ta cũng khuyên ngươi một câu, ác giả ác báo, nhìn ngươi cũng tốt tự lo thân. Ha ha! Không hài lòng hơn nửa câu, Lão Thiên Tôn cũng không muốn cùng Tương Huân tiếp tục lời nói nhảm, xoay người rời đi tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Ngồi trên xe, trở về mình vẽ còn tập đoàn tổng bộ. 40 phút sau, Lão Thiên Tôn về tới phòng làm việc. Càng nghĩ càng thấy được sức sống, Lão Thiên Tôn một cước đạp lăn cái ghế, chết tiệt Tương Huân, khắp nơi giúp đỡ Giang Sách, luôn theo ta đối nghịch. Nếu như hắn không phải long mạch ngôn ngữ người, ta đã sớm một đao đâm chết hắn. Bí thư Diêu Châu đi tới nói rằng, Lão Thiên Tôn không nên phát lớn như vậy hỏa nha, tức giận thương thân. Lão Thiên Tôn không vui nói, có thể không phát hỏa sao? Tương Huân kỳ quái, ăn cây táo, rào cây sung, con chó kia dám Giang Sách lại cả ngày nhảy nhót, làm ra lộng đi kiếm bất tử, thực sự là tức chết ta cũng, thật muốn một đao đem Giang Sách đầu chém. Hắn là rất muốn. Thế nhưng hắn không có năng lực này. Diêu Châu bỗng nhiên nói rằng, Lão Thiên Tôn, nếu không, chúng ta thẳng thắn trực tiếp một điểm, tìm người đem Giang Sách cho ám sát không phải xong chuyện. Phốc, có thể có đơn giản như vậy cũng là không tệ rồi. Lão Thiên Tôn nói rằng, Giang Sách thuộc hạ cao thủ nhiều như mây, chính hắn lại là nhất đẳng cao thủ. Tìm người ám sát, tìm ai, ai có thể giết Giang Sách? Không bị Giang Sách cho giết ngược cũng là không tệ rồi. Diêu Châu nhíu nhíu mày, nói rằng, tự chúng ta bồi dưỡng này tay chân, nói thật ra, trình độ đều tương đối thông thường. Bằng không, chúng ta thay đổi mạch suy nghĩ, đi tìm này chức nghiệp luyện võ thuật. Lại nói tiếp, Lão Thiên Tôn không biết ngươi có nghe nói hay không một việc, nhất kiện giới võ thuật đại sự. Chuyện gì a? Lão Thiên Tôn thuận miệng hỏi. Diêu Châu nói rằng, ta nghe nói a. Có một thực lực mạnh mẽ quỷ dương, tên gì Dôn, liên tục phá quán nhiều nhà võ quán, không ai ngăn cản được. Kết quả a, ngày hôm nay sáng sớm, hắn ở bát cực môn bị thua thiệt nhiều, bị người cho đánh thành kẻ ngu. Lão Thiên Tôn không nhịn được nói, điều này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Diêu Châu nói rằng, tại sao không có quan hệ a? Lão Thiên Tôn ngài hãy nghe ta nói a, cái này Dôn thực lực đây chính là phi thường kinh khủng. Có thể đánh bại người của hắn, nhất định là càng cường đại hơn quái vật khủng bố. Ngươi nói, nếu như chúng ta bỏ ra nhiều tiền cam kết người cao thủ này tới ám sát Giang Sách lời nói, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Có dễ dàng như vậy? Lão Thiên Tôn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kỳ thực phương pháp này là có thể được. Coi như thất bại, mình cũng bất quá chỉ là tổn thất một điểm tiền mà thôi, ngược lại tiền hắn nhiều hoa không xong. Ok. Người đi đem tên kia cao thủ cho mời tới a. Tốt. Không đến một giờ võ thuật, cao thủ mời tới, chỉ bất quá mời tới là bát cực môn Mã Chí Lương sư huynh Mạnh Khuê.
chính là cái kia không đến 3 mét, bị John thúc củi chõ một cái làm bay ra ngoài thằng xui xẻo. Mạnh Khuê lần đầu tiên tới như vậy sang trọng nơi sân, còn có chút không lớn thích ứng, đứng ở nơi đó đều có điểm câu nệ. Lão Thiên Tôn nhìn hắn một cái, hỏi, nghe nói hôm nay sáng sớm ngươi cùng một cái tên là John Quỷ Dương chiến đấu. Mạnh Khuê gật đầu, là. Lão Thiên Tôn nở nụ cười, không sai, chính là trước mắt cái này là Mạnh Khuê nhân giết chết John. Tuy là nhìn qua cũng không giống như là quá lợi hại, nhưng có câu nói tốt, xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Lão Thiên Tôn vỗ tay phát ra tiếng, lập khắc liền có người mang một cái cặp qua đây, sau khi mở ra, bên trong tràn đầy giả bộ đều là thỏi vàng. Hắn nói rằng, Mạnh sư phó, ta thưởng thức người võ nghệ, ngay cả John cao thủ như vậy đều có thể đánh bại, thật là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế. Nếu như Mạnh sư phó chịu giúp ta một chuyện nhỏ lời nói, cái này một dương vàng liền tất cả đều là của ngươi. Mạnh Khuê sửng sốt một chút. Hắn đã hiểu, Lão Thiên Tôn đó là hiểu lầm, tưởng chính mình đánh bại John. Tuy nói Mạnh Khuê quả thực lên lôi đài cùng John đánh, nhưng 3S đã bị người cô, đánh bại John không phải là mình a. Cái kia, Lão Thiên Tôn, ngươi. Ta làm sao vậy? Lão Thiên Tôn hỏi. Mạnh Khuê vốn muốn nói ngươi hiểu lầm, đánh bại John không phải ta, do người khác. Thế nhưng, ánh mắt của hắn từ na một dương vàng trên đảo qua, lời đến khóe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nếu như hắn nói ra lời nói thật, na một dương vàng liền cùng hắn không có quan hệ. Kẻ ngu si mới có thể buông tha. Vì vậy, Mạnh Khuê tằng hắng một cái, kết kết thật thật gài bẫy Lão Thiên Tôn một bả, lời thề son sắt nói, ta là muốn nói, Lão Thiên Tôn ngươi cứ yên tâm đi, có ta Bát Cực Môn Mạnh Khuê xuất thủ. Đừng nói là người, coi như là chư thiên thần Phật lại có sợ gì. Cái này ra châu đều nhanh thổi trời cao. Lão Thiên Tôn lòng tràn đầy vui mừng, tốt, muốn chính là Mạnh sư phó những lời này. Trước hết mời Mạnh sư phó xuống phía dưới nghỉ ngơi, đêm nay ta sẽ đem địch nhân hẹn qua đây, đến lúc đó, cũng xin Mạnh sư phó mở ra thân thủ. Không thành vấn đề, quấn ở trên người ta. Mời. Thủ hạ chính là người mang theo Mạnh Khuê ly khai phòng làm việc, tìm một gian phòng an bài ở, ăn ngon uống ngon toàn bộ hầu hạ trên, không có một tia một hào chậm trễ. Bên trong phòng làm việc, Diêu Châu vẫn còn ở cho Lão Thiên Tôn chúc mừng. Ta nghe ngóng, Mạnh Khuê là Bát Cực Môn trưởng môn Mã Chí Lương sư huynh, thực lực phi phàm. Cộng thêm hắn có thể đủ đánh bại cường đại John chiến tích này, càng là chứng minh rồi thực lực hắn cường đại cùng đáng sợ. Có người như vậy trợ giúp chúng ta, còn sợ Giang Sách bất tử sao? Lão Thiên Tôn bị hắn nói cũng đều động lòng, ha 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 ha, sớm biết Yến Thành có này cao thủ, ta cần gì phải chịu nhiều như vậy tội. Đêm nay, ta để Giang Sách biết biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Giang Sách đối với Lão Thiên Tôn kế hoạch đó là hoàn toàn không biết, bất quá, hắn nhưng thật ra bỏ vào đến từ thương minh thiệp mời. Lý Thành Thiên gửi tới. Cái này nhân loại nhưng là Lão Thiên Tôn trung thực liếm cẩu, hận không thể nhận thức Lão Thiên Tôn làm nghĩa phụ, người như thế có thể cho Giang Sách đưa tới thiệp mời, vậy còn có thể có chuyện gì tốt? Đoán chừng là trồn cho kê chúc Tết không có lòng tốt. Đôi cá phản ứng đầu tiên chính là, chắc là Lão Thiên Tôn muốn thiết kế hại ngươi, sợ ngươi không đi dự tiệc, vì vậy để Lý Thành Thiên dùng thương minh danh nghĩa mời. Thông suốt, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy được lúc này đây cũng không cần đi. Giang Sách nói rằng, nước đến thành chặn, nếu như không đi, như thế nào biết Lão Thiên Tôn trong hồ lô muốn làm cái gì rồi. Hơn nữa, lúc này đây nhưng là lấy buôn bán minh danh nghĩa, ta làm thương minh hội trưởng, trốn không thoát đâu. Lúc này đây có thể cự tuyệt, còn sẽ có tiếp theo. Đi, nhất định là phải đi. Bất quá, được phân phối nhân thủ. Lý do an toàn, đôi ngư mang theo không ít thân thủ bất phàm bảo tiêu. Theo Giang Sách đi ra tịch tối nay yến hội. Màn đêm buông xuống. Giang Sách ngồi xe đi tới trước giờ đặt hàng tốt tửu điếm, mới vừa xuống xe đã có người tới nghênh tiếp. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, thực sự giống như là không có bất kỳ âm mưu một hồi tụ hội vậy. Giang Sách biết, nụ cười này phía sau, không biết là bao nhiêu đem sắc bén đao nhọn đang đối với chính mình. Giang hội trưởng, mời vào trong. Lại đi trên thảm đỏ thời điểm, quán rượu bảo an đem đôi ngư cùng với khác bảo tiêu toàn bộ đều cản lại. Xin lỗi, ngoại trừ sở hữu thiệp mời nhóm người bên ngoài,
những người khác cấm đi vào. Cái này, đôi ngư cau mày, cáu giận nói, đây là quy củ gì? Nếu như xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Bảo an nói rằng, xin yên tâm, tử điếm chúng ta hệ thống an ninh làm cực kỳ tốt, sẽ không ra bất kỳ tình trạng. Mặc dù là máy bay oanh tạc, cũng tuyệt đối có thể bảo đảm Giang hội trưởng nhân thân an toàn. Kỳ thực lúc này Giang Sách là có thể chuồn mất. Không để ý, đây không phải là phong cách của hắn. Lão Thiên Tôn cũng là ăn chắc Giang Sách loại tính cách này, biết Giang Sách là biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi được người, cho nên mới dám cố ý đem đôi ngư bọn họ đều ngăn cản. Nếu đổi lại là Lý Thành Thiên bọn họ, không có bảo tiêu theo bên người, đó là vô luận như thế nào cũng không dám tiến vào. Đây chính là giữa người và người phân biệt. Giang Sách hướng về phía đôi ngư khoát tay áo, nói rằng, yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi sẽ ở cửa chờ lấy. Thông suất. Đôi ngư vừa vội vừa tức, biết rõ đây là Lão Thiên Tôn xử thủ đoạn, nhưng chính là không làm sao được. Không thể không nói, Lão Thiên Tôn chiêu thức ấy dương mưu đùa hay là thật không sai. Đôi ngư bọn họ chỉ phải ở cửa chờ, một cái cũng đừng nghĩ tiến nhập bên trong tửu điếm bộ phận, chớ đừng nói chi là bảo vệ Giang Sách rồi, thế nhưng nói đi nói lại thì, lấy Giang Sách thân thủ, cần bọn họ bảo hộ sao? Giam khống thất bên trong, Lão Thiên Tôn nhìn màn ảnh chung sinh tức giận đôi ngư, cười ha hả nói, Giang Sách, ngươi sẽ vì ngươi tự phụ trả giá thảm thống giá cao. Ngươi cho rằng trên cái thế giới này không tồn tại so với ngươi cao thủ lợi hại hơn rồi không? Đêm nay, ta sẽ để cho ngươi thấy được, cái gì mới thật sự là cao thủ. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, hỏi, mạnh sư phụ bên kia chuẩn bị thế nào? Thủ hạ hồi đáp, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, trạng thái tinh thần dồi dào, nhìn qua có thể một quyền làm chết một đầu ngưu, tùy thời có thể xuất chiến. Tốt, Lão Thiên Tôn tương đương thỏa mãn. Bên kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Sách tiến vào bên trong tửu điếm bộ phận sau đó, Lý Thành Thiên đám người liền tiến lên đón, hướng về phía hắn chính là một trận thổi phồng, hận không thể đem Giang Sách cho nâng lên trời. Cũng không phải là hết thảy phụng người của ngươi đều là đối với chào ngươi. Tốt hơn rất nhiều thời điểm, bọn họ phụng ngươi đây là vì ma túy ngươi, hoặc là vì đem ngươi phụng thật cao sau đó ngã chết ngươi. Đạo lý này Giang Sách hiểu, cho nên hắn cũng không có vẻ thật là vui. Giang Sách khoát tay áo, hỏi, Lý Thành Thiên, ngươi lúc này đây lại là cho ta bày cái gì hồng môn yến a? Lý Thành Thiên vui vẻ, ai yêu đút ta Giang hội trưởng, ngài đây là nói lời gì? Lúc này đây a, là chúng ta Thương Minh vừa mới kiếm một món tiền lớn, cử hành một cái khánh công yến. Ngài làm hội trưởng, đương nhiên phải để cho ngươi tọa đầu vị a. Thật có tốt như vậy? Đương nhiên, đến tới, Giang hội trưởng, mời vào trong. Ở Lý Thành Thiên đám người nịnh hót phía dưới, Giang Sách đi theo đám bọn hắn đi tới một gian phòng nghỉ. Gian phòng vẫn thật lớn, vô cùng rộng mở, sáng sủa, bất quá có một chút rất kỳ quái, chính là bên trong phòng có rất nhiều khí giới. Đao thương gậy gộc, mọi thứ đều có. Ân, Giang Sách thần sắc không vui, đây là ý gì? Lý Thành Thiên nhanh lên giải thích, ai yêu, Giang hội trưởng ngài đừng hiểu lầm, những thứ này chỉ là trang sức phẩm. Đặt nơi này chính là có vẻ khí phái, đẹp. Tới, Giang hội trưởng mời ngài ngồi. Giang Sách ngồi ở một tấm vì hắn đặc biệt chuẩn bị sofa lớn trên, mềm mại thư thái, vô cùng thích ý. Lý Thành Thiên nói rằng, cơm nước còn cần một hồi mới có thể chuẩn bị xong. Giang hội trưởng, ngài liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đợi, các loại cơm nước toàn bộ đều chuẩn bị xong sau đó, ta liền tới gọi ngài. Nói, hắn liền nhanh lên đi bộ ly khai. Sau đó để lại vài cái nghênh tân tiểu tả ở bên trong phòng hầu hạ Giang Sách. Giang hội trưởng, mời uống trà. Đối với này tướng mạo diễm lệ, mi giác ẩn tình nữ nhân, Giang Sách cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Hắn trực tiếp đẩy ra đưa tới chén trà, ta phải giữ lại cái bụng ăn, không uống trà. Ai yêu, Giang hội trưởng ngài đây là xấu hổ, thật ngại quá uống chúng ta quán trà. Một cái nghênh tân tiểu tả phi thường lớn mật trực tiếp hướng Giang Sách trong lòng chui, một bên chui còn một bên phát sinh kiểu tích tích tiếng thở dốc thanh âm, Giang hội trưởng, uống một hớp nha, có được hay không vậy? Một chiêu này đối với đại đa số nam nhân đều là tương đối khá xử. Nhưng mà,
Các nàng to đánh giá Giang Sách tâm cảnh. Đi ra. Giang Sách không có ý thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, đè lại Na Nghinh Tân tiểu tả bả vai, lập tức liền đẩy ra đi xa 4-5 mét. Nghinh Tân tiểu tả lảo đảo, suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Trong tay trà cũng là gắn đầy đất. Nghinh Tân tiểu tả trên mặt có chứa tức giận. Giang Sách nhưng căn bản không quen lấy nàng, lạnh lùng nói rằng, không nên ở chỗ này phiền ta, toàn bộ đi ra ngoài. Mỹ nhân kế, không dễ xài. Lúc này, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Lão Thiên Tôn mang người đi đến, lớn tiếng nói, Giang Sách, người đây là thái độ gì? Có ngươi như thế không bảo vệ cô gái sao? Giang Sách nhìn chằm chằm đi tới Lão Thiên Tôn, nói rằng, sớm biết là ngươi đang âm thầm mấy chuyện xấu, không nên dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, ngươi lần này lại dự định chơi trò xiếc gì, trực tiếp bày ra a. Tốt, ta sẽ không đùa với ngươi giả. Lão Thiên Tôn chỉ hướng Giang Sách, nói rằng, ngày hôm nay, ta muốn ở chỗ này chặt bỏ đầu của ngươi. Chặt bỏ đầu của ta, chỉ bằng ngươi. Lão Thiên Tôn vui vẻ, Giang Sách, ngươi không muốn cuồng vọng như vậy, cần biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn, ngươi quả thực thân thủ bất phàm, nhưng trên cái thế giới này còn có mạnh mẽ hơn ngươi nhân. Tuy là Giang Sách đã rất cường đại rồi, thế nhưng hắn cũng không cho là mình chính là vô địch thiên hạ, trên cái thế giới này tổng hội tồn tại mạnh mẽ hơn ngươi nhân. Cần biết núi cao còn có núi cao hơn. Cho nên Giang Sách cũng tò mò. Đến cùng Lão Thiên Tôn tìm được cái dạng gì cường đại giúp đỡ, cũng dám trước mặt cùng chính mình đối chiến. Đến cùng mời tới cao thủ như thế nào? Ra xem một chút a. Giang Sách nói rằng, Lão Thiên Tôn cũng không sốt ruột, sờ sờ râu mép, nói rằng, Giang Sách, người có thể không biết, nay thiên tảo thượng giới võ thuật xảy ra một đại sự. Ân, lời này làm cho Giang Sách chấn động trong lòng, có loại cảm giác kỳ quái. Lão Thiên Tôn tiếp tục nói, một cái thập phần cường đại quỷ dương, ở liên tục phá quán nhiều nhà võ quán sau khi thành công, nay thiên tảo thượng cư nhiên thua ở bát cực cửa quyền dưới. Tốt xấu hổ, Giang Sách lăng lăng nhìn Lão Thiên Tôn, không biết đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Sách ngươi cũng đã biết bát cực cửa lợi hại. Ta cũng không gạt ngươi, ta hôm nay mời tới, chính là bát cực cửa đệ nhất cao thủ. Đánh bại quỷ dương anh hùng dân tộc. Mạnh Khuê, lời vừa nói ra, Giang Sách cả người đều có điểm hôn mê, cảm giác mình có điểm theo không kịp Lão Thiên Tôn nhịp điệu, này cũng nơi nào cùng nơi nào a? Nếu như Giang Sách không có đoán sai, cái kia quỷ dương phải là Zôn a. Nhưng là, Zôn không phải là bị Giang Sách cho đánh bại sao? Từ lúc nào biến thành Mạnh Khuê cho đánh bại, còn cái gì anh hùng dân tộc, này cũng nơi nào cùng nơi nào a? Đang ở Giang Sách hoàn toàn náo không rõ hồ lô này trong muốn làm cái gì thời điểm, một thân ảnh từ Lão Thiên Tôn phía sau đi ra. Không là người khác, chính là bát cực môn đệ nhất cao thủ Mạnh Khuê. Lão Thiên Tôn chỉ vào Giang Sách nói rằng, Mạnh sư phó, người này ba phen mấy bận cùng ta đối nghịch, tội ác chồng chất, cũng xin Mạnh sư phó giúp ta yên lành chút cơn giận, giết một giết này kẻ gian dáng vẻ bệ vệ. Mạnh Khuê vừa đi vừa nói chuyện, yên tâm đi Lão Thiên Tôn, nơi đây giao cho ta sẽ không có vấn đề, ta ngược lại muốn nhìn, là người nào không có mắt cẩu vật, dám cùng Lão Thiên Tôn ngài. Nói được nửa câu, Mạnh Khuê đột nhiên sững sờ ở, một chữ đều không thể lại nói đi ra. Cái loại cảm giác này, giống như là cũ kỹ DVD thẻ điệp một cái dạng, đột nhiên trong màn ảnh nhân vật tính bất động, không biết, còn tưởng rằng người nào nhấn tạm dừng kiện. Lão Thiên Tôn đang ở Nam Mỹ gặp, chứng kiến trước mắt một màn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đây là người nào cho gây rồi thời gian tĩnh chỉ pháp thuật sao? Hắn nhìn chung quanh một chút, không đúng, tất cả mọi người rất bình thường, làm sao lại duy chỉ có Mạnh Khuê tĩnh ở? Mạnh sư phó, Lão Thiên Tôn hô một tiếng, hỏi một chút là cái gì tình huống? Lúc này, chỉ thấy Mạnh Khuê hai chân đều run rẩy. Giống như là một cái sợ cao nhân đứng ở 50 mét cao lầu trên đỉnh giống nhau, sợ đến không thể động đậy. Hắn nuốt nước miếng một cái, hao hết khí lực quay đầu hỏi, Lão Thiên Tôn, ngài muốn ta người đối phó chính là... Hắn! Lão Thiên Tôn khẳng định gật đầu, không sai, chính là Giang Sách tên khốn kiếp này. Mạnh Khuê trợn tròn mắt. Hắn nhìn Lão Thiên Tôn, lại nhìn Giang Sách, lòng muốn chết đều có a. Mà lúc này đây Giang Sách đã minh bạch toàn bộ sự tình trải qua,
đại khái suất là Mạnh Khuê đem mình đánh bại Dôn Công Lao cho chiếm đoạt, cho rằng biết không ai biết. Kết quả ai có thể nghĩ tới sự tình chính là chỗ này sao xảo, Lão Thiên Tôn làm cho Mạnh Khuê phải đối phó người, chính là Giang Sách. Cái này đến đâu nhi nói rõ lý lẽ đi. Mạnh Khuê lòng muốn chết đều có, hận không thể đào cái lỗ đem mình chôn. Nhìn Mạnh Khuê na khẩn trương sợ dáng vẻ, Giang Sách một điểm phẫn nộ cũng không có, ngược lại cảm giác tương đối khôi hài nực cười, người nói Lão Thiên Tôn làm như thế một đại gia, chính là vì cho Giang Sách chế giễu sao. Giang Sách hướng về phía Mạnh Khuê mỉm cười nói, Mạnh sư phó, chào ngươi a. Ngạch, Mạnh Khuê bằng lòng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Nội tâm hắn thống khổ không ngớt, bây giờ hối hận tại sao muốn phùng má giả làm người mập. Coi như là vì na một dương thỏi vàng, cũng phải hỏi trước rõ ràng phải đối phó người là người nào a. Thực sự là bị tiền tài hôn mê nhãn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Hiện tại được rồi. Chính hắn một hàng giả đụng phải Giang Sách cái này hàng thật, kết thúc như thế nào? Hiện trường quỷ quyệt bầu không khí làm cho Lão Thiên Tôn cũng cảm giác không thích hợp, hắn hướng về phía Mạnh Khuê nói rằng, làm sao, Mạnh sư phó cùng Giang Sách nhận thức sao? Lão Thiên Tôn cho rằng Giang Sách cùng Mạnh Khuê nhận thức, cho nên mới phải khiếp sợ, không có phương tiện xuất thủ. Mạnh Khuê được kêu là một cái xấu hổ a, căn bản cũng không biết trả lời thế nào Lão Thiên Tôn vấn đề. Cứ như vậy rằng co. Cuối cùng, Giang Sách thực sự cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, khoát tay áo, đối với Lão Thiên Tôn nói rằng, Lão Thiên Tôn, người tìm đến cao thủ chính là Mạnh Khuê Mạnh sư phó a. Lão Thiên Tôn hồ nghi gật đầu, là thì như thế nào? Giang Sách nói rằng, Mạnh sư phó quyền pháp quả thực cao minh, bất quá có một việc sợ rằng Lão Thiên Tôn ngươi không có điều tra rõ ràng. Chuyện gì? Nay Thiên Tảo Thượng ở trên lôi đài đánh bại Quỷ Dương Nhân không phải Mạnh sư phó a? Cái gì? Lão Thiên Tôn trợn tròn mắt, chính mình gặp phải tên lường gạt. Hắn khẩn trương hỏi, Mạnh Khuê, na Quỷ Dương rốt cuộc là có phải hay không đánh bại ngươi? Mạnh Khuê vẻ mặt đau khổ đáp, không phải, không phải ta. Ta đi đại gia ngươi, ngươi đùa bỡn ta. Không phải. Lão Thiên Tôn ngươi cũng chỉ là hỏi ta có hay không lên lôi đài cùng Quỷ Dương đánh a, ta quả thực lên lôi đài rồi, chỉ bất quá rất nhanh thì bị na Quỷ Dương cho cô rồi. Cảm tình đây chính là một cái người ngu ngốc, thua thiệt Lão Thiên Tôn vẫn còn khách khách khí khí với hắn. Phế vật, Lão Thiên Tôn giận dữ hét, vậy rốt cuộc là ai đánh bại Quỷ Dương? Nhanh đi đem hắn tìm đến, bao nhiêu tiền ta đều cho. Không đợi Mạnh Khuê trả lời, Giang Sách mỉm cười nói. Hầu hết thời gian, không phải ngươi có tiền là có thể thao túng hết thảy, Lão Thiên Tôn, lúc này đây mặc kệ ngươi cho bao nhiêu tiền, nhân gia cũng sẽ không giúp cho ngươi. Lão Thiên Tôn nở nụ cười, ngươi nói không giúp sẽ không bang sao. Đương nhiên, làm sao, ngươi biết cái kia đánh bại Quỷ Dương cao thủ. Ân, coi là nhận thức a. Cái gì gọi là coi là nhận thức, nhận thức chính là nhận thức, không biết chính là không biết. Ở nơi này đánh với ta cái gì ha ha. Giang Sách thở ra một hơi dài, nói rằng, được rồi, náo xuống phía dưới cũng không còn có ý tứ, thành thật theo như ngươi nói a, đánh bại cái kia Quỷ Dương không là người khác, chính là ta, Giang Sách. A, nghe xong lời này, Lão Thiên Tôn mặt của đều nhanh muốn vặn vẹo, cả người giống như là ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu. Hắn nhìn Giang Sách lại nhìn Mạnh Khuê, cảm giác mình chỉ số IQ bị vũ nhục. Mạnh Khuê, ngươi nói, hắn nói là sự thật sao? Mạnh Khuê liên tục gật đầu, phi thường khẳng định hồi đáp, không sai, nay Thiên Tảo Thượng đánh bại Quỷ Dương không là người khác, chính là Giang Sách. Cho nên Lão Thiên Tôn, cái này một đơn việc ta là thực sự không tiếp được, ta đánh không lại hắn a. Lão Thiên Tôn nghe xong, suýt chút nữa không có một ngụm lão huyết nhổ ra, này cũng tên gì chuyện này? Cùng chỗ này đùa giỡn đâu? Ta đi đại gia ngươi, ta đi đại gia ngươi. Lão Thiên Tôn chửi ầm lên, cuộc đời chưa từng có gặp phải làm nhục như vậy chàng diệt, chính mình còn làm bộ đem Giang Sách cho mời tới, còn nói phải đối phó hắn, kết quả là tìm đến Mạnh Khuê một cái như vậy hãm hại hàng. Mạnh Khuê thật đúng là kết kết thật thật gài bẫy Lão Thiên Tôn một hồi, đây cũng không phải là có tiền hay không, mặt mũi không phải vấn đề mặt mũi rồi, đối với chuyện này, Lão Thiên Tôn cảm giác mình chính là một nhược trí. Các ngươi,
Lão Thiên Tôn tức giận ngay cả lời đều nói không hoàn toàn, chỉ vào Giang Sách, hận không thể chính mình xông lên đánh nhau. Người đến, người đâu? Ra lệnh một tiếng, rất nhiều trước giờ liền an bài tốt bảo tiêu vọt vào, từng cái trong tay đầu đều nắm dao găm. Đây là Lão Thiên Tôn để ngừa một phần vạn chuẩn bị một chi bộ đội tinh nhuệ. Chính là sợ Mạnh Khuê một người bắt không được Giang Sách, mà đặc biệt trước giờ chuẩn bị xong thêm vào giúp đỡ, ai có thể nghĩ tới, Mạnh Khuê không chỉ có riêng là lấy không dưới Giang Sách, hắn chính là một cái mười phần phiến tử. Lão Thiên Tôn chỉ vào Giang Sách, vừa chỉ Mạnh Khuê, nói rằng, cho ta đem hai cái này vương bát đản dầm nát làm mồi cho cá. Mạnh Khuê luống cuống. Hắn khoát tay lia lịa, không muốn, Lão Thiên Tôn ngài làm sao có thể đối với ta như vậy? Ta nhưng là đứng ở ngài bên này, là của ngài trợ lực a. Ngươi thì em cho lão tử câm miệng. Lão Thiên Tôn giận không kềm được nói, cho ta đem cái này tên lường gạt đầu lưỡi cắt mất, ta không muốn được nghe lại hắn bất luận cái gì một câu nói, nhanh. Lão Thiên Tôn là thật sinh khí, cũng là thực sự bị Mạnh Khuê cho chán ghét. Lâu như thế trải qua giang hồ một cái đại lão, lại bị một cái phiến tử đùa bỡn, đây nếu là truyền đi, Lão Thiên Tôn mặt mo còn đặt ở nơi nào? Giết bọn họ cho ta. Một nhóm lớn người xông tới, hướng về phía Giang Sách cùng Mạnh Khuê chính là một trận chém giết. Mạnh Khuê còn tại đằng kia đau khổ cầu xin tha thứ, Giang Sách một bả bấm bờ vai của hắn, mỉm cười nói, Mạnh sư phó, ngươi cùng một cái cùng hung cực ác phần tử xấu cầu xin tha thứ có ích lợi gì? Ngươi cho rằng hắn có thể bỏ qua ngươi sao? Đừng ngây thơ, ngươi bây giờ đường ra duy nhất, chính là theo ta cùng nhau mở một đường máu. Chuyện cho tới bây giờ, Mạnh Khuê thì không muốn cùng Giang Sách tọa đồng nhất con thuyền cũng. Ôi chao! Hắn thở dài một hơi, hối hận chớ nên vì tiền mà tổn hại tất cả, hiện tại suýt chút nữa ngay cả mạng đều phải nhập vào, thực sự là tính không ra a. Phốc suy, một cây chủy thủ hướng phía Mạnh Khuê đầu liền đâm qua đây. Giang Sách tay mắt lanh lẹ, một bả đánh rớt dao găm, trở tay một quyền đem địch nhân cho đánh ra xa 4, 5 mét. Mạnh sư phó, ngươi lại như thế không yên lòng, ta khả năng liền mặc kệ ngươi. Đừng, Giang tiên sinh, ta nghe ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tốt, vậy thì tìm nhất kiện binh khí tiện tay, khai kiển a. Cả nhà bên trong đều là đao thương gậy gộc, không hề thiếu khí giới, Mạnh Khuê một cái lăn qua một bên lật tới đến rồi bên tường, đem treo trên tường một thanh khảm đao lấy xuống. Ngươi muốn mạng của ta, ta còn muốn mạng của ngươi rồi. Mạnh Khuê quơ khảm đao liền xông tới, cùng những địch nhân kia đánh vào cùng nhau. Giang Sách cùng Mạnh Khuê hai người, đối kháng hơn 20 thân tay khỏe mạnh cao thủ, cũng không rơi vào hạ phong, chủ yếu vẫn là Giang Sách quá mạnh mẽ. Chỉ những thứ này nhân thực lực, căn bản không đủ để thương tổn được Giang Sách mảy may. Còn như Mạnh Khuê, hắn liền có chút thảm, toàn thân khắp nơi đều bị vạch vết thương, mặc dù không chí mạng, nhưng là lại rất đau. Đây là hắn vì mình lòng tham mà trả giá cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần, này tay chân không chịu nổi, từng bước bị Giang Sách cho đánh ngã trên mặt đất. Lão Thiên Tôn nhìn trước mắt tràng cảnh, càng là gấp bội cảm thấy lo lắng. Không tốt, muốn hoàn bại. Lấy Giang Sách thực lực, liền hiện nay, này tay chân căn bản cũng không phải là đối thủ, tựa như chém dưa thái rau giống nhau, rất thoải mái giải quyết rồi. Mạnh Khuê tuy là cũng đầy thân là tổn thương, nhưng đến cùng không có vết thương chí mệnh, cho nên cũng không có gì đáng ngại. Kết quả sau cùng chính là Giang Sách không phát hiện chút tổn hao nào, Mạnh Khuê cũng chỉ là bị rất nhiều vết thương nhẹ. Kết quả như vậy cũng không phải là Lão Thiên Tôn mong muốn. Chứng kiến lung tung nằm dưới đất tay chân, Lão Thiên Tôn trong lòng tuyệt không là tư vị. Hắn nghĩ tới sau đó thất bại, thế nhưng thật không ngờ biết lấy phương thức như vậy thất bại. Tại hắn trong tưởng tượng, là có khả năng thất bại, nhưng này cũng là Mạnh Khuê cùng Giang Sách liều mạng cái ngươi chết ta sống sau đó, Giang Sách thắng thảm, mà không phải như bây giờ Giang Sách không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó. Đây đối với Lão Thiên Tôn mà nói nhất định chính là cái sỉ nhục. Hắn giận quá, người đứng ở nơi đó thở mạnh, ngày hôm nay cái này vừa ra giáo hội hắn, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng Mạnh Khuê loại này bọn bịp bợm giang hồ. Vừa lúc đó, một đám người đi ra. Là quán rượu bảo an. Dẫn đầu, là quán rượu người phụ trách Mao Kiến Quang.
Chuyện gì xảy ra a? Mao Kiến Quang mang người đi tới hiện trường, hắn là nghe được thanh âm huyên náo, đặc biệt qua đây phụ trách kiểm tra. Kỳ thực hắn ngay từ đầu liền từ Lão Thiên Tôn bên kia chiếm được ám chỉ, ngày hôm nay sẽ có một trường ác đấu, Lão Thiên Tôn muốn sửa chữa người khác, cho nên Mao Kiến Quang lúc này cũng chỉ là làm bộ tới xem một chút, căn bản cũng không phải là thực sự vì quán rượu an toàn. Kết quả làm hắn cảm thấy lúng túng là, qua đây sau đó mới phát hiện, nguyên bản cũng bị sửa chữa Giang Sách, hiện tại không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, ngược lại thì Lão Thiên Tôn chính là thủ hạ nhóm, ngổn ngang nằm trên mặt đất. Cái này, người nào sửa chữa ai vậy? Mao Kiến Quang nhìn thoáng qua Lão Thiên Tôn, lòng nói có lầm hay không? Lão Thiên Tôn chỉ lo sức sống, không có lo lắng cùng Mao Kiến Quang liên hệ tin tức. Cái này không sao, Mao Kiến Quang nhìn một chút Lão Thiên Tôn, lại nhìn một chút Giang Sách, từ hai người trên mặt phản ứng là có thể nhìn ra là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Kết quả là, Mao Kiến Quang trưởng kíp hơi ngưỡng, cố ý hỏi, đây đều là chuyện gì xảy ra a? Mạnh Khuê cướp lời nói, Lão Thiên Tôn phái người muốn giết chúng ta. Mao quản lý, mau báo cảnh sát bắt hắn. A hát, Mao Kiến Quang khẽ cười một tiếng, nói rằng, ý là, các ngươi ở chỗ này đánh lộn ẩu đả sao? Đánh lộn ẩu đả? Mạnh Khuê quát, cái gì chó má đánh lộn ẩu đả? Là Lão Thiên Tôn phái người muốn giết ta chúng ta, chúng ta liều mạng phản kháng chỉ có còn sống, Mao quản lý ngươi có nghe rõ không? Mao Kiến Quang cười lạnh một tiếng, Lão Thiên Tôn phái người giết các ngươi, kết quả người của hắn toàn bộ trọng thương té trên mặt đất, hai người các ngươi lại hoàn hảo không hao tổn đứng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Lời này đem Mạnh Khuê đều nói bối rối. Sau đó, Mao Kiến Quang vừa nhìn về phía Lão Thiên Tôn, hỏi, xin hỏi Lão Thiên Tôn, có phải hay không hai người kia ở chỗ này gây chuyện sinh sự, thủ hạ của ngài hảo tâm khuyên bảo, bọn họ lại không nghe khuyến cáo, đối với ngài thủ hạ đánh đập tàn nhẫn, kết quả tạo thành ngài tổn thất. Lão Thiên Tôn ánh mắt biến đổi, gật đầu nói, là, đúng là như vậy. Cũng xin Mao quản lý giữ gìn lẽ phải. Công đạo, Mạnh Khuê đều phải ói ra, đây không phải là đổi trắng thay đen. Ác nhân cáo trạng trước sao? Mạnh Khuê quát, Mao Kiến Quang ngươi bớt ở chỗ này nói bậy. Mao Kiến Quang nở nụ cười, nóng nảy. Ngươi xem, bị ta nói chúng a, nếu như không phải là bị ta nói chúng, vậy ngươi làm gì muốn gấp gáp a? Mạnh Khuê triệt để hết chỗ nói rồi, cái này căn bản là chơi xấu a. Từ Mao Kiến Quang ngôn hành cử chỉ trong, Giang Sách đã nhìn thấu đây là một cái hạng người gì. Cùng người như vậy không cần phải tiến hành dư thừa miệng lưỡi tranh. Hắn không phải là không biết chân tướng của chuyện, chỉ là Mao Kiến Quang kiên quyết đứng ở Lão Thiên Tôn bên kia, cho nên cố ý đổi trắng thay đen mà thôi, ngươi là căn bản không gọi tỉnh một cái giả bộ ngủ nhân. Mạnh Khuê còn muốn biện giải cái gì, lại bị Giang Sách một bả ngăn lại, căn bản cũng không có cái kia cần thiết. Giang Sách đối với Mao Kiến Quang nói rằng, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Mao Kiến Quang cười ha ha, nói rằng, các ngươi ở chỗ này đánh lộn ẩu đả, đối với chúng ta tửu điếm tạo thành tổn thất thật lớn, số tiền này các ngươi đầu tiên được bồi thường. Thứ nhì, các ngươi đã thương nhiều người như vậy, không có khả năng một điểm trách nhiệm cũng không có. Mao Kiến Quang vung tay lên, lập tức liền có hơn 10 bảo an đứng dậy. Giang Sách, Mạnh Khuê, hai người các ngươi nơi nào cũng không muốn đi. Mấy ngày nay đang ở bên trong quán rượu yên lành làm lao động, xem như là đối với Lão Thiên Tôn bồi thường. Tổng kết một cái, chính là các ngươi trước phải bồi thường quán rượu tổn thất, sau đó ở chỗ này làm lao động tới làm đối với Lão Thiên Tôn bồi thường. Ta đánh giá một chút, quán rượu tổn thất đại khái là 30 triệu A, giới hạn các ngươi trong vòng một ngày tiến hành bồi thường, nếu không, các ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Đây coi là cái gì? Không riêng muốn tự móc tiền túi đối với tửu điếm tiến hành 30 triệu bồi thường kếch xù, còn muốn lưu lại làm lao động tới làm nghiêm phạt. Giang Sách lạnh lùng hỏi, Mao Kiến Quang, người có tư cách gì để cho chúng ta lưu lại? Coi như là muốn tiến hành nghiêm phạt, cũng phải là cảnh sát định đoạt a. Làm sao ngươi còn có quyền lợi ở nơi này tư nhân đặt làm? Mao Kiến Quang vui vẻ, thật ngại quá, ở nhà này bên trong quán rượu, ta chính là thiên. Hết thảy đều là ta định đoạt. Cái này có điểm quá mức cuồng vọng. Hắn đem mình đều giỏi hơn cảnh sát,
giỏi hơn pháp luật trên rồi. Người như vậy, điên cuồng đến không có biên rồi. Giang Sách lại hỏi, ta đây nếu là không bồi thường, không chấp nhận trừng phạt. A hát, Mao Kiến Quang ánh mắt lạnh như băng rơi vào Giang Sách trên người, theo tay vung lên, nam mười mấy bảo an toàn bộ đều lấy ra súng lục, hơn 10 nòng súng lạnh như băng đều nhắm ngay Mao Kiến Quang. Hắn cười lạnh nói, Giang Sách, thân thủ của ngươi là không tệ, thế nhưng thân ngươi tay cho dù tốt còn có thể so với thương nhanh hơn sao. Mười mấy cây thương cùng nhau bắn, ngươi sẽ ở trong nháy mắt đã bị bắn thành than tổ ong. Chứng kiến này nòng súng lạnh như băng, Mạnh Khuê người thứ nhất túng. Hắn ầm một tiếng liền quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói rằng, Mao quản lý ta biết sai rồi, ta sẽ tiếp thu trừng phạt, ngươi nói cái gì chính là cái đó, cũng xin ngài không nên. Còn có, ta theo Giang Sách căn bản cũng không phải là một đường, hắn là hắn ta là ta. Kỳ thực, ta là trợ giúp Lão Thiên Tôn đi đối phó hắn. Viên này cỏ đầu tường làm phản tốc độ thật sự là quá nhanh. Đương nhiên, Giang Sách cũng không có trông cậy vào viên này cỏ đầu tường có thể vẫn đứng tại chính mình bên này. Mao Kiến Quang nhìn một chút Lão Thiên Tôn. Lão Thiên Tôn tức giận cũng, nói rằng, ta không biết cái này rác rưởi. Hắn đây là triệt để buông tha Mạnh Khuê rồi, đối với cái này một tên lường gạt, Lão Thiên Tôn cũng không muốn với hắn đứng ở trên cùng một chiếc thuyền. Mao Kiến Quang gật đầu, đối với Mạnh Khuê nói rằng, lời của ngươi nửa thật nửa giả, thật sự là gọi người khó mà tin được a, nếu không, như vậy đi. Mao Kiến Quang chỉ Mạnh Khuê đại khảm đao trong tay, nói rằng, ngươi đem Giang Sách một tay chặt xuống, ta sẽ tin ngươi. Mao Kiến Quang ý tứ đã phi thường minh xác. Mạnh Khuê tuy là phạm sai lầm, nhưng vẫn là có thể cứu vãn. Chỉ cần Mạnh Khuê đem Giang Sách tay cho chặt xuống, như vậy cũng không tính là lấy, vậy không cần chịu đến quá mức nghiêm khắc nghiêm phạt, chỉ cần nho nhỏ khiển trách một cái là được rồi. Hơn nữa, nếu như là Mạnh Khuê đem Giang Sách tay cho chặt xuống, cũng sẽ làm cho Lão Thiên Tôn trong lòng hơi chút thoải mái một điểm. Mao Kiến Quang nhưng thật ra còn rất biết làm người, như vậy đã cho Mạnh Khuê một cái hạ bậc thang. Lại để cho Lão Thiên Tôn không đến mức khó chịu như vậy, nhất tiễn song điêu. Còn như Giang Sách, đó là nhất định phải giết chết. Thế nào, người chịu không? Mao Kiến Quang nhìn chằm chằm Mạnh Khuê hỏi. Mạnh Khuê hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn Giang Sách. Hắn không phải là không muốn nhìn một chút Giang Sách tay, mà là thật không dám, bởi vì hắn đã biết Giang Sách thực lực, lấy Mạnh Khuê thân thủ căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta a. Nếu như Giang Sách phản kháng, nửa phút sẽ có thể đem Mạnh Khuê cho đánh chết. Vậy làm sao làm? Mạnh Khuê nuốt nước miếng một cái, sau khi cân nhắc hơn thiệt, nói rằng, Giang tiên sinh, thật sự là xin lỗi a, một người chết vẫn tốt hơn với hai người cùng chết a. Dùng mạng của ngươi đem đổi lấy ta đường sống, hy vọng ngươi có thể vì ta muốn, làm một người tốt. Cùng lúc đó, nam mười mấy cây lạnh như băng thương toàn bộ bộ đô nhắm ngay Giang Sách. Chỉ cần Giang Sách dám có bất kỳ động tác, bọn họ biết không chút do dự đem Giang Sách cho tại chỗ bắn chết. Hiện nay Giang Sách cũng chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là bị tại chỗ bắn chết, điều thứ hai chính là bị Mao Kiến Quang từng bước một hành hạ đến chết. Trăm sông đổ về một biển. Ở Mao Kiến Quang trong mắt, Giang Sách cũng đã cùng người chết không khác. Từ Giang Sách bước vào quán rượu một khắc kia trở đi, tên của hắn cũng đã ở sinh tử bộ trên tiêu ký đi ra. Chờ đấy nhận lấy cái chết. Mạnh Khuê hít thở sâu một hơi, nắm chặt đại khảm đao trong tay, Giang tiên sinh, xin lỗi. Hắn từng bước một tới gần Giang Sách, tuy là Giang Sách vẫn không nhúc nhích, không nói được một lời, nhưng Mạnh Khuê vẫn là khẩn trương đến hai tay run, hắn sợ Giang Sách sẽ chọn cùng tự mình tiến tới cái đồng quy vu tận. Mạnh Khuê lòng bàn tay bên trong toàn bộ đô là mồ hôi, kết quả sẽ như thế nào, hắn là thực sự không có chút nào biết. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một thanh âm truyền tới. Dừng tay. Ân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tình huống gì, ở bên trong quán rượu còn có người dám cuồng vọng như vậy nói sao? Phải biết rằng, đây chính là một nhà thật đả thật hắc điếm, ở chỗ này lớn nhất chính là Mao Kiến Quang, cái khác bất kể là người nào tới rồi, đều phải tâm phục khẩu phục ở Mao Kiến Quang dưới chân của. Là long ngươi được bàn chứ, là hổ ngươi nằm. Ai đây người lớn mật như thế, dám ở Mao Kiến Quang địa bàn gọi lại tay hai chữ. Mao Kiến Quang xoay người nhìn về phía cửa,
tên khốn kiếp nào ở chỗ này kêu la om sòm a. Lời còn chưa dứt, liền thấy một cái nam tử xuất hiện ở cửa, theo sát mà, một nhóm lớn hà thương thật đạn cảnh sát vọt vào, đem hiện trường cho đoàn đoàn bao vây. Tới không là người khác, chính là khu trưởng Tiêu Học Thần. Lần này, đến phiên Mao Kiến Quang mộng ép. Từ xưa đến nay đều lưu truyền một câu nói, Quang Côn không phải đấu thế lực. Mặc kệ ngươi là lợi hại dường nào nhân vật, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi cũng không thể cùng quan phủ nhân đấu. Mao Kiến Quang như thế nào đi nữa lợi hại, Tửu Điếm như thế nào đi nữa hắc, ở Tiêu Học Thần trong mắt đều không đáng kể chút nào, tại nhiều như vậy hà thương thật đạn cảnh sát trước mặt, cái kia mấy bả phá thương căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thực sự đánh nhau, nửa phút đã bị nháy mắt giết nhịp điệu. Mao Kiến Quang nuốt nước miếng một cái, dám cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, nguyên lai là Tiêu khu trưởng A, ai yêu uy, là gió nào đem ngài cho thổi tới nơi này rồi nha. Đến tới, mau dẫn Tiêu khu trưởng lên trên các loại ghế lâu nghỉ ngơi. Ba ba bá, không đợi Mao Kiến Quang chính là thủ hạ tới gần, từng thanh thương liền nhắm ngay Mao Kiến Quang đầu, sợ đến hắn không dám nhúc nhích. Chớ đi theo ta bộ này, Tiêu Học Thần hung hãn nói, Mao Kiến Quang, chào ngươi lớn gan chó, lại dám tư nhân thiết công đường, tự phong là trời, làm sao, thật sự cho rằng ngươi nơi này chính là ngoài vòng pháp luật nơi, không người nào có thể xía vào sao. Mao Kiến Quang mồ hôi lạnh đều xuống, không phải, ta làm sao dám nói như thế điên cuồng lời nói a. Tiêu khu trường ngài hiểu lầm, là Giang Sách đả thương lão thiên tôn chính là thủ hạ, cùng hung cực ác. Tội không thể tha, ta chính ở chỗ này xử lý tranh chấp. Phải, Tiêu Học Thần nở nụ cười, Giang Sách chỉ có một người, lão thiên tôn đã có mười mấy cái thủ hạ, người còn dày mặt nói Giang Sách đả thương lão thiên tôn chính là thủ hạ. Này rõ ràng chính là Giang Sách vì tự bảo vệ mình mà làm ra phản ứng bình thường. Ngạch, Mao Kiến Quang choáng váng. Hắn là thật không ngờ a, Tiêu Học Thần cư nhiên không chút do dự đứng ở Giang Sách bên kia. Có Tiêu Học Thần cho Giang Sách xuất đầu, ngày hôm nay chuyện này quả thực không dễ làm. Đều cho ta bỏ súng xuống. Theo Tiêu Học Thần gầm lên giận dữ, Mao Kiến Quang những thủ hạ kia toàn bộ đô ngoan ngoãn khẩu súng thương, đem thả xuống dưới, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Tiêu Học Thần tiếp tục nói, Mao Kiến Quang ngươi thật đúng là đủ điên cuồng a, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng ngươi một cái nho nhỏ Tửu Điếm quản lý. Cứ nhiên có thể làm được nhiều như vậy thương, còn dám thay thế được pháp luật, một mình xử phạt người khác, thật sự là cuồng vọng đến mức tận cùng rồi. Người đến, cho ta còng lại. Lập tức liền có cảnh sát qua đây đem Mao Kiến Quang cho ấn trên mặt đất, hai tay cho còng lại. Ai nha, Tiêu khu trường ngài làm cái gì vậy? Ta là vô tội nha, ta chính là tới xử lý tranh chấp. Xử lý tranh cãi, cần ngươi tới xử lý sao? Cho ta áp tải bót cảnh sát. Tiếp thu thẩm vấn. Mao Kiến Quang triệt để trợn tròn mắt, hắn là không nghĩ tới Tiêu Học Thần cư nhiên sẽ có lớn như vậy quyết đoán, cư nhiên như thử khẳng định đem mình mang đi. Hắn hiện tại thật là có điểm hối hận. Sớm biết Tiêu Học Thần đứng ở Giang Sách bên kia, hắn nói cái gì cũng sẽ không theo dính vào, sớm biết sẽ không theo lão thiên tôn chuyến này nước đục. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có đã hối hận, hiện tại mới nhớ hối hận, chậm. Mao Kiến Quang nước mắt ào ào lưu a, hắn biết, lúc này đây đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, chính mình phạm qua chuyện nhi cũng không ít, từng cái đều xách đi ra nói, hắn không bị bắn chết coi như là khách khí. Xử lý xong Mao Kiến Quang sau đó cần, kế tiếp. Tiêu Học Thần nhìn một chút hiện trường lung tung nằm người, trong lòng tính toán làm sao cùng lão thiên tôn tính sổ. Đột nhiên, Giang Sách mở miệng nói, Tiêu khu trường. Chuyện nơi đây nhưng thật ra là ta theo lão thiên tôn chuyện riêng, ta tuyển trạch giải quyết riêng, sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Tiêu Học Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp, Giang Sách đây là lấy lui làm tiến. Bây giờ còn chưa phải là cùng lão thiên tôn coi là sổ cái thời điểm, ép, sẽ chỉ làm lão thiên tôn càng thêm điên cuồng trả thù, đến lúc đó không biết Yến Thành biết hỗn loạn thành bộ dáng gì nữa. Đối với lão thiên tôn con này đại lão hổ, còn phải từng bước tới, không gấp được. Lão Thiên Tôn cũng nói theo, không sai, đây là chúng ta việc tư, không nhọc Tiêu khu trường ngài tới hao tâm. Hai người bọn họ đều nói như vậy, Tiêu Học Thần còn có thể nói cái gì nữa? Vung tay lên,
tất cả cảnh lực toàn bộ đô rút lui. Nếu là chuyện riêng của các ngươi, ta đây quả thực không nên tham dự vào, các ngươi tuyển trạch giải quyết riêng a, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Nói xong, Tiêu Học Thần lui ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Giang Sách, Lão Thiên Tôn cùng với Mạnh Khuê ba người, tràng diện một lần có vẻ hơi xấu hổ. Mạnh Khuê đem đại khảm đao ném ở một bên, lão thật thật quỳ trên mặt đất. Hắn hiện tại rất hoảng sợ. Đứng ở Lão Thiên Tôn bên kia dường như không tốt lắm, có thể theo Giang Sách vừa tựa hồ không tốt lắm, Mạnh Khuê trong lòng không ngừng tính toán, đến cùng theo người nào mới có thể càng nổi tiếng. Nào ngờ, Giang Sách cũng không nhìn hắn cái nào, nói rằng, Mạnh Khuê ngươi có thể lăn, nhớ kỹ, về sau tái xuất hiện ở Yến Thành, ta cam đoan ngươi có đến mà không có về. Lão Thiên Tôn đồng dạng nói rằng, Mạnh Khuê, ngươi chỉ có một giờ, nếu như một giờ sau ngươi còn ở lại Yến Thành, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Hai cái đại lão đồng thời lên tiếng. Có thể được hai người bọn họ đồng thời chán ghét người, nói thật ra, thực sự không nhiều lắm. Mạnh Khuê coi như là phá kỷ lục. Đồng thời bị hai cái đại lão cho để mắt tới, cái này về sau còn có thể tới Yến Thành. Đánh chết hắn đều không dám tới. Viên này cỏ đầu tường coi như là vì mình đung đưa không ngừng bỏ ra giá nhất định. Hắn chỉ có một giờ, không có công phu ma thẳng, hắn bước nhanh chạy ra tửu điếm, sau đó kêu một chiếc xe taxi, bằng nhanh nhất tốc độ từ đường đi gần nhất thoát đi Yến Thành. Còn như tiền tài gì gì đó toàn bộ đô từ bỏ, về sau khiến người ta cho chậm rãi đưa đi là tốt rồi, hiện tại, trước chạy trối chết quan trọng hơn. Đối với cái này dạng một cái tầm thường phế vật, Giang Sách cùng Lão Thiên Tôn kỳ thực cũng chính là hù dọa một cái, cũng không có để ở trong lòng, bọn họ lẫn nhau mục tiêu lớn nhất hay là đối phương. Giang Sách mở miệng trước nói rằng, Lão Thiên Tôn, ta đã từng đã đáp ứng thân cung huân, muốn cho các ngươi ly khai Yến Thành, thật vui vẻ đi sinh hoạt. Hiện tại ta những lời này, phóng hạ đồ đao, ngươi không nên kiên trì nữa rồi, quay đầu a. Quay đầu, trả về được đầu sao? Lão Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, nguyên bản ta nắm trong tay toàn bộ Yến Thành, có con trai có con gái, cũng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, đưa tới ta hiện tại kết quả bi thảm. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Giang Sách nói rằng, ngươi thực sự trưởng khống Yến Thành sao? Ngươi chỉ là dùng phệ tâm tán khống chế người khác, như vậy trưởng khống căn bản là rời bỏ nhân đạo. Huống hồ, chính ngươi cũng chỉ là long mạch một con cờ mà thôi, nói chuyện gì trưởng khống Yến Thành? Còn như người hai đứa con trai, bọn họ giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, người không chút nào thêm quản thúc. Lẽ nào, chỉ có con của ngươi là con trai, nhi tử của người khác thì không phải là con trai sao? Đối với Giang Sách lời nói, Lão Thiên Tôn là một câu đều nghe không vào. Hắn khinh thường nói, Giang Sách, ngươi thiếu theo ta ở nơi này thả xú thí, nói cho ngươi biết, ngươi theo ta trong lúc đó đó là không chết không ngớt. Đừng tưởng rằng có Tiêu Học Thần cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể hoành hành vô kỵ rồi. Ngươi đã tại Long Mạch tử vong trong danh sách, ngươi nhảy nhót không được bao lâu. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Ngày hôm nay bởi vì Mạnh Khuê, Tiêu Học Thần nguyên nhân, trực tiếp đưa đến Lão Thiên Tôn thất bại, bất quá đây không tính là cái gì, Lão Thiên Tôn biết, tự cầm không dưới Giang Sách còn có Long Chảo. Đã yên lặng chừng mấy ngày, lấy Long Chảo tâm tư. Khẳng định đã nghĩ ra đối phó Giang Sách phương pháp. Kế tiếp Lão Thiên Tôn chỉ cần ăn dưa xem cuộc vui thì tốt rồi. Còn như Giang Sách, hắn chỉ có thể nhìn Lão Thiên Tôn bóng lưng rời đi, thở dài một tiếng. Hai người trong lúc đó, quả thực không có chỗ giảng hòa rồi. Không chết không ngớt, không chết không ngớt a. Giang Sách từ tửu điếm lúc đi ra sắc trời đã đen thùi, đôi ngựa ở bên ngoài gấp xoay quanh. Khi nhìn đến Giang Sách trước tiên liền xông tới. Thống suất, ngươi không sao chứ? Đôi ngư thực sự là quá vì Giang Sách cảm thấy lo lắng, vừa mới chứng kiến Lão Thiên Tôn đi trước đi ra, lo lắng Giang Sách có thể hay không bị Lão Thiên Tôn lại cho tính kế gì gì đó. Mặc dù biết Lão Thiên Tôn mưu kế cùng thân thủ cũng không cùng Giang Sách, nhưng phần này nhưng hệ vẫn phải có. Giang Sách mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là bị tổn thương nghi ngờ. Cùng Lão Thiên Tôn giữa cửu hận là triệt để không buông được. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn buông lẫn nhau giữa hiểm khích đã sớm không có khả năng. Tiêu Học Thần đi tới nói rằng, Giang tiên sinh không có việc gì thật sự là quá tốt, Yến Thành còn cần ngươi,
ngươi có thể muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn a. Giang Sách hỏi, tiêu khu trưởng, sự xuất hiện của ngươi thật ra khiến ta thật bất ngờ, tại sao sẽ đột nhiên đi tới tửu điếm giúp ta giúp một tay? Là đôi ngư mời ngươi tới sao? Tiêu Học Thần lắc đầu, cũng không phải là, ta vốn là có một việc chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi, đi một chuyến thực tiệm thuốc mới biết được ngươi đã đến rồi nơi đây. Tóc xây quang mở nhà này hắc điếm đã sớm là ta muốn trừ bỏ, cho nên tự kiền thúy thừa dịp trợ giúp Giang tiên sinh ngươi đồng thời bắt hắn cho giải quyết hết, nhất tiễn xong điêu. Thì ra là thế, Giang Sách lại hỏi, vậy không biết tiêu khu trưởng đến cùng có cái gì chuyện trọng yếu phải cùng ta nói? Có thể để cho tiêu học thần khẩn trương đến tự mình đến tìm Giang Sách, vậy nhất định không phải là cái gì sự tình đơn giản. Đi theo ta. Tiêu học thần mang theo Giang Sách lên một chiếc màu đen Việt dã xa, chiếc xe này là tiến hành qua đặc thù cải trang, có thể che đậy phía ngoài tín hiệu, trong xe nói tuyệt đối an toàn. Tiến nhập bên trong xe, đóng cửa xe lại. Tiêu học thần nói rằng, kỳ thực ta cũng không nắm chặt được, không biết chuyện này đến cùng có tính hay không trên là đại sự, bất quá ta cảm thấy vẫn rất có cần phải đề cập với ngươi trước nói một chút. Tiêu khu trưởng mời nói. Sau đó, tiêu học thần đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Thì ra trong khoảng thời gian này tiêu học thần đã theo dõi Long Chảo, đây chính là một cái so với lão thiên tôn cấp bậc còn cao nhân vật, ba lần bốn lượt cho Giang Sách, cho Yến Thành chế tạo phiền phức, không cố gắng nhìn chằm chằm tạm được. Cho nên tiêu học thần đã an bài lên, tìm người theo dõi hắn. Ngay hôm nay lúc ban ngày, Long Chảo có mới hành động. Căn cứ tiêu học thần cơ sở ngầm hồi báo, Long Chảo từ tuân thủ nghiêm ngặt nhà xuất phát, đi đến rồi thành Bắc ngoại ô Thái Gia, ở bên trong ngây người ước chừng được có một giờ đồng hồ mới ra ngoài. Thái Gia là Yến Thành một cái tiểu gia tộc tầm thường, bất quá, nhưng cũng có trên trăm năm lịch sử. Tuy là kích thước không lớn, nhưng là lại vẫn rất tốt sống. Thái Gia có hạng nhất không tầm thường bản lĩnh, công tượng kỹ thuật. Bây giờ nói là công tượng kỹ thuật, phóng tới trước đây Thái Gia thành danh thời điểm. Đúng hơn mà nói là cơ quan ám khí kỹ thuật. Thái Gia là chuyên môn thiết kế, chế tạo cơ quan ám khí. Hạng kỹ thuật này cho tới bây giờ khả năng không có gì quá lớn phát huy, cho nên Thái Gia đổi nghề đi làm nhi đồng công viên, đem các loại cơ quan ám khí kỹ thuật vận dụng ở tại chơi trò chơi trên thiết bị. Thiếu thương tổn, sinh ra đồng thú. Trên trăm năm qua, Thái Gia dựa vào nhi đồng chỗ vui chơi cũng buôn bán lời không ít tiền. Không thể trở thành đỉnh cấp phú hào, nhưng cũng sống được tự tại. Đồng thời bởi vì, này một nhóm kỹ thuật hàng rào tương đối cao, cũng không có nhiều lắm đối thủ cạnh tranh, cho nên Thái Gia ở Yến Thành vẫn luôn có thế ngoại đào nguyên cảm giác, cũng không cùng ngoại nhân tranh đấu. Lúc này đây Long Chảo đi tìm đến Thái Gia, không biết vì mục đích gì. Tiêu học thần đầu tiên nghĩ tới chính là, tìm Thái Gia chế tạo cơ quan ám khí, đi tính toán Giang Sách. Đây là đáng tin nhất suy đoán, nếu không, Long Chảo ăn no dỗi việc, rảnh rỗi không có chuyện gì đi Thái Gia làm cái gì. Nghĩ đến đây, tiêu học thần liền không kịp chờ đợi tìm đến Giang Sách rồi. Tiêu học thần nói rằng, hiện nay Thái Gia gia chủ là Thái Minh Kim, tuy nói cả ngày cả lơ phất phơ, không để ý tới chính sự, thế nhưng hắn quả thực thừa kế Thái Gia cơ quan ám khí kỹ thuật. Giang Sách, người phải nhiều lưu ý a. Cơ quan ám khí. Đây cũng là có chút ý tứ, một cái cơ hồ không có tiếp xúc qua lĩnh vực. Giang Sách nói rằng, hiện tại chúng ta đối với Long Chảo tiếp xúc Thái Gia đích thực thật mục đích còn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là đoán mò chắc là không có có ý nghĩa, chỉ biết chính mình hù dọa chính mình. Như vậy đi, ngày mai ta tự mình đi Thái Gia đi một chuyến, nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở Giang Sách xem ra, Thái Gia nếu là một cái trung lập gia tộc, vậy không đánh khả năng tham dự vào chuyện loạn thất bát tao chung tới. Nếu như Long Chảo thật sự có năng lực mời động Thái Minh Kim, Giang Sách vì sao liền không thể. Đi xem, tìm hiểu tình huống một chút vẫn có cần thiết. Thương định sau khi xong, Giang Sách cùng đôi ngư ly khai hiện trường, tiêu học thần thì tiếp tục lưu lại xử lý vấn đề, triệt để nâng cốc tiệm cho phong điệu. Một đêm đi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai. Giang Sách rửa mặt chải đầu hoàn tất, ăn xong điểm tâm, từ đôi ngư lái xe tự mình đưa tới Thái Gia Đại Viện. Đang quản nhà tiếp đãi, Giang Sách đi tới Thái Gia đãi khách phòng khách, gặp được Thái Gia gia chủ Thái Minh Kim. Tựa như tiêu học thần tối hôm qua nói giống nhau, đây là một cái cả lơ phất phơ,
không để ý tới chính sự chủ nhân. Nói hắn là gia chủ, nhưng là lại không có một tia một hào gia chủ phong phạm. Đầu cũng không tắm, y phục cũng không đổi, nhìn qua giống như là một chết mập chạch. Xuất hiện ở tới cùng Giang Sách lúc gặp mặt, Thái Minh Kim cũng là hai tay ôm ép. Thái Minh Kim đích thực diện mục rốt cục bại lộ ra, đây cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn rất biết dùng một người tới dọa một người khác. Hắn hiện tại đem 100 triệu nói ra, chính là muốn áp chế Giang Sách. Nếu như ngươi cũng có thể xuất ra 100 triệu, na Thái Minh Kim khả năng sẽ trái lại giúp ngươi, nếu không, ngươi có thể đi. Không thể không nói, xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Cái này Thái Minh Kim là một cái điển hình biết làm ăn gian thương. Giang Sách cũng không ngu xuẩn, hắn hiểu được Thái Minh Kim ý tứ, vì vậy trực tiếp lấy ra một tấm thẻ để lên bàn, tấm thẻ này cũng xin lão Thái nhận lấy, quay đầu ta sẽ hướng trong tấm thẻ này đánh vào 2 ức. A hát, Thái Minh Kim lấy làm kinh hãi, hỏi tại sao phải cho ta 2 ức? Rõ ràng chỉ cần 100 triệu, ta có thể đẩy xuống Long Chảo bên kia việc. Giang Sách mỉm cười đáp, bởi vì Long Chảo nhất định sẽ tăng giá cả, xin ngài giúp một tay, ta chỉ là hy vọng lão Thái ngài không nên đáp ứng hắn mà thôi, cho nên trước giờ trước tăng giá cả. Thái Minh Kim rất hài lòng, tốt, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ hắn tăng thêm thiếu tiền ta đều sẽ không giúp hắn làm việc. Bất kể là thêm 100 triệu vẫn là 1 tỷ, ta đều mặc kệ hắn, đây chính là ta làm thương nhân tín dự. Vậy thì cảm ơn. Không cần khách khí. Thái Minh Kim một ánh mắt nêu lên, thuộc hạ nhân lập tức sẽ tới đem thẻ ngân hàng cho thu vào. Sự tình đã nói xong, không có gì dư thừa có thể nói. Thái Minh Kim đứng dậy sẽ phải rời khỏi, Giang Sách bỗng nhiên kêu hắn lại, lão Thái. Ân, còn có việc. Ân. Cũng không phải đại sự gì, ta chỉ là nhìn ngươi một mực chơi game, cộng thêm toàn bộ đại sảnh bố trí, nói vậy ngươi là một cái tư thâm mọt game a. Thái Minh Kim nở nụ cười, đó là đương nhiên, không phải ta với ngươi thổi, ta chơi game đây chính là có hơn 30 năm từng trải, chỉ cần ngươi nói đi ra trò chơi ta đều chơi đùa. Ân, kỳ thực, ta còn có một dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi. Giang Sách mặt mỉm cười nói rằng, a hát, cái gì a? Món lễ vật này có điểm đặc thù, ta bây giờ còn không lấy ra được, chờ ta sau khi trở về sẽ an bài người đưa tới, đồng thời cũng đem 2 ức thù lao nhất định đánh tới. Tốt, ta chờ ngươi. Nói xong, Thái Minh Kim xoay người rời đi, liếc mắt cũng không nhiều xem Giang Sách, tựa hồ trong tay ép lại theo lão tử tất tất một câu thử xem. Cái này kêu là khi dễ người a. Chính mình không có đạo lý, gắng phải dùng vũ lực để giải quyết. Đây chính là người khác không dám cùng điếm lão bản giảng đạo lý nguyên nhân. Dựa theo đạo lý mà nói, Long Chảo căn bản cũng không hẳn là bị đối phương níu lấy cần cổ. Trước không nói Long Chảo có nhiều như vậy cường hãn thủ hạ, chỉ là chính hắn thân thủ liền vượt qua xa người bình thường có thể so với được, nhưng bây giờ tùy ý điếm lão bản níu lấy mình cần cổ, khí này độ cũng là có thể. Long Chảo không chút hoang mang nói, làm sao, chính mình không có đạo lý. Liền tới cứng rắn. Nói cho ngươi biết, hữu lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Ngươi mặc dù nhéo, ta không sợ. Tốt, ngày hôm nay lão tử để ngươi biết cái gì gọi là sợ. Điếm lão bản là thật ngoan a, giơ tay lên thì cho Long Chảo một cái tát, là kết kết thật thật một cái tát, phiến Long Chảo trên mặt một cái to lớn dấu bàn tay. Một tát này thực sự ngoan. Chứng kiến một màn như thế. Giang Sách đều đối với Long Chảo sinh lòng bội phục. Nói thật, đồng dạng dưới cục diện, đem Long Chảo nếu đổi lại là Giang Sách lời của mình, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đứng làm cho đối phương đánh. Nhưng Long Chảo cư nhiên có thể chịu được khí, tại chính mình có thực lực dưới tình huống cư nhiên cũng không hoàn thủ. Đây là cái gì dạng khí độ cùng sự nhẫn nại? Lần đầu tiên, Giang Sách cảm giác mình cũng có không như vuốt rồng địa phương. Phần này sự nhẫn nại tuyệt đối là Giang Sách thiếu hụt thiếu. Sau đó, liền thấy mấy cái khác chủ tiệm thủ hạ đã đi tới, xem cái này tư thế, đó là muốn quần ẩu Long Chảo nhịp điệu. Nhưng ngay khi lúc này, Tiểu Đào cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền từ trong đám người đi tới một nhóm lớn Tây Trang nam tử, được có 20, 30 người nhiều. Càng khoa trương hơn là, mỗi người bọn họ trong tay đều nắm dao găm. Bị 2-30 cái cầm trong tay chủy thủ Tây Trang nam tử vây quanh,
lại có vài cái có thể không sợ. Điếm lão bản trong khoảng thời gian ngắn có điểm hoảng sợ, các ngươi ai vậy? Long Trảo nhẹ nhàng cười, đừng sợ, bọn họ chẳng qua là ta bảo tiêu mà thôi. Ngươi, bảo tiêu? Điếm lão bản trợn tròn mắt, đã có nhiều như vậy bảo tiêu, vì sao vừa mới còn có thể để cho mình tùy tiện tát một phát? Người trước mắt này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh lên buông lỏng tay ra, liên tục lui lại mấy bước. Muốn rời đi là không thể nào, na 20, 30 người đem điếm lão bản đám người bao bọc vây quanh, căn bản là đừng nghĩ ly khai một bước. Lúc này, Long Trảo xuất ra khăn tay xoa xoa khuôn mặt. Hắn một bên lau vừa nói, ta nhưng thật ra là một cái văn minh thủ pháp, giảng đạo lý người, không thể bởi vì ngươi nhiều người liền ép mua buộc bán có phải hay không. Điếm lão bản nhìn chung quanh một chút na từng thanh sáng loáng dao găm, nuốt nước miếng một cái, là ta sai rồi, ta chớ nên ép mua buộc bán. Bây giờ biết hối hận. Hơi trễ. Long Trảo cười ha ha, ngươi không phải biết lỗi rồi, ngươi là chứng kiến người của ta nhiều hơn ngươi, mạnh hơn ngươi, ngươi sợ. Cái này không gọi biết sai có thể thay đổi, cái này chỉ là bởi vì sợ hãi mà ngắn ngủi khuất phục. Nói, hắn thở dài một hơi, nói rằng, bất quá nói đi nói lại thì, ngươi có biết không sai, không trọng yếu, ta chính là muốn đem đạo lý cho nói rõ ràng. Ngươi cũng thừa nhận ép mua buộc bán không đúng, có phải hay không? Là, điếm lão bản rất khẳng định gật đầu. Ân, vậy ngươi đánh ta có phải hay không cũng không đúng? Không đúng, là ta không đúng. Tốt, na nếu là ngươi lời không đúng, phải làm sao rồi? Điếm lão bản cố nặn ra vẻ tươi cười, ngài nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ta nói làm gì thì làm. Tốt, Long Trảo tà mị vừa cười vừa nói, vậy thường tiền giải quyết riêng a, tiền bồi thường là 10 triệu. 10 triệu. Điếm lão bản hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình nghe lầm, còn thử hỏi một câu, 1.000 khối. Đi, không thành vấn đề. Long Trảo phốc suy vui vẻ, ngươi lỗ tai không thành vấn đề a. 10 triệu, là ắt không là khối, nghe rõ ràng không? Điếm lão bản chân đều sợ mềm nhũn. Đồ chơi gì sẽ 10 triệu? Ngươi đừng quá phận a. Điếm lão bản làm bộ còn muốn đi nhéo Long Trảo áo, thế nhưng lúc này đây Long Trảo cũng chưa có cấp hắn cơ hội, trực tiếp một cước giấu ở chủ tiệm trên bụng. Long Trảo chỉ mặt mình, nói rằng, ngươi vừa mới đánh ta một cái tát, Tiểu Đào, cho hắn tính toán dưới, một tát này phải bao nhiêu tiền? Tiểu Đào lấy điện thoại di động ra một hồi trêu ghẹo mãi, cuối cùng cho ra chữ số là cần phải thường cho thường 30 triệu. Long Trảo đi lên trước vỗ nhẹ nhẹ một cái chủ tiệm khuôn mặt, nghe rõ ràng không? Ngươi phải bồi ta 30 triệu a, ta hiện tại chỉ lấy ngươi 10 triệu, đây là bực nào nhân từ? Ngươi lại còn theo ta cái này càn quấy, thật sự cho rằng ta sẽ không giết chết ngươi sao? Điếm lão bản thế mới biết mình là đá trúng thiết bản lên. Bình thường khi dễ người khi dễ quán, cái này xem như là đụng phải ngạnh cha tử, làm sao bây giờ? Điếm lão bản ủy khuất nói, nhưng là, ta không có nhiều tiền như vậy a, người đem ta đây cửa hàng bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy a. Long Trảo nhìn một chút tiệm kia cửa hàng, gật đầu, đi, ta cũng không phải là một ép buộc nhân, như vậy đi, người liền đem cửa hàng bán, dùng bán tiền tới bồi thường ta. Có thể bán bao nhiêu chính là bao nhiêu a, ta không bắt buộc 10 triệu rồi. Cái này còn không cưỡng cầu. Đây không phải là đem người dồn vào chỗ chết sao? Nếu như mất đi cửa hàng, điếm lão bản cái này nửa đời người liền làm không công. Không được, ta không thể mất đi cửa hàng. Không thể mất đi. Không cần Long Trảo phân phó, Tiểu Đào vỗ tay phát ra tiếng, tất cả thủ hạ vọt tới. Đem điếm lão bản cùng với na 4-5 cái tay chân đều khống chế được, đưa bọn họ tay phải đều cho đưa ra ngoài, sau đó đem dao găm đặt ở trên mu bàn tay của bọn họ. Long Trảo nói rằng, ta hỏi lại ngươi một câu, nếu như ngươi đáp lỗi, vậy ngượng ngùng, các ngươi những người này tay sẽ toàn bộ bị chặt đoạn. Điếm lão bản cùng với mấy cái tay chân đều bị dọa sợ, không có tay còn đi. Không muốn chặt. Chặt không chém. Nhìn ngươi sự trả lời của mình, quyền lựa chọn ở chính ngươi nơi đó. Long Trảo đốt điếu thuốc, hỏi lại lần nữa, cửa hàng này nên xử lý như thế nào a? Điếm lão bản cúi đầu, hắn biết ngày hôm nay cửa này nhất định là không qua được.
chỉ có thể nhận. Cửa hàng bán bao nhiêu tiền đều bồi thường cho ngài. Long Trảo hài lòng nở nụ cười, cái này không là được rồi nha. Sớm như vậy không phải ăn ít một chút khổ sao? Xoay người, Long Trảo hướng về phía trên đường cái người hỏi, đại gia cũng đều nghe được chủ tiệm bảo, hiện tại có người nào muốn mua a? Không có người trả lời. Đương nhiên không có, cái này kỳ thực cũng là ép mua buộc bán a, ai dám mua? Hơn nữa, coi như mua đến tay rồi, về sau điếm lão bản quay đầu nháo sự làm sao bây giờ? Hỏi nhiều lần cũng không có người trả lời. Cuối cùng, Long Trảo tương đương thất vọng lắc đầu, đối với điếm lão bản nói rằng, xem ra ngươi cửa hàng này không lớn mà a, như vậy đi, cũng đừng bán, ngươi liền đem cửa hàng để cho ta quên đi, coi như là ngươi bồi thường. Cái này, điếm lão bản khóc không ra nước mắt. Từ trước đến nay chỉ có hắn ép mua buộc bán, thật không ngờ ngày hôm nay đụng phải ác hơn chủ nhân, gậy ông đập lưng ông, cái này té ngã gặp hạn thực sự là đau a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Rơi vào đường cùng, điếm lão bản đem cửa hàng cho để cho Long Trảo, còn dư lại thủ tục toàn bộ đều giao cho Tiểu Đào đi làm, Long Trảo còn lại là đi tới đối với mẹ con kia trước mặt. Mẫu thân ôm thật chặt con gái của mình, có chút sợ nhìn Long Trảo. Tuy là Long Trảo xác xác thật thật cứu mẹ con các nàng, thế nhưng dùng phương pháp thật có chút ác độc, thậm chí nếu so với điếm lão bản còn muốn hung tàn, cho nên mẫu thân đối với Long Trảo tự nhiên sẽ có chút sợ. Long Trảo nhưng căn bản không thèm để ý, ngược lại cười rạng rỡ nói, đối phó phần tử xấu, người phải so với hắn tệ hơn. Ta không để bụng các ngươi xem ta nhãn thần, chỉ cần các ngươi được cứu, cái này cũng đủ. Lời nói này làm cho mẫu thân tâm biến được mềm mại chút, nàng đối với Long Trảo khom người bái thật sâu, cảm tạ. Long Trảo lắc đầu, không cần cảm tạ, ta cũng không phải tại bang trợ các ngươi, chỉ là các ngươi hai rất giống ta một đôi thân nhân. Trợ giúp các ngươi chỉ là vì thỏa mãn của chính ta một điểm tư tâm mà thôi. Mẫu thân rất xấu hổ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân như vậy. Ngươi nói hắn là người tốt a, hành vi của hắn xử sự vô cùng tà mị, nhưng ngươi nói hắn là phần tử xấu a, hắn lại đang làm việc tốt, đồng thời hành sự thản nhiên, có sao nói vậy? Thật là một cái khiến người ta đắn đo khó định nhân vật. Sau đó, Long Trảo lấy ra một tờ chi phiếu. Viết một con số giao cho đối với mẹ con kia. Nhận lấy cái này, đây là cửa hàng để cho ta quy ra tiền, quyền đương là điếm lão bản đối với các ngươi bồi thường. Mẫu thân nhìn thoáng qua chữ số, 10 triệu. Nàng trong nháy mắt sợ ngây người, nhiều tiền như vậy. Cái này, không dám muốn a. Ta không muốn tiền này. Vì sao? Chúng ta cũng không còn chịu đến tổn thương gì, không cần bồi thường. Đa tạ hảo ý của ngài. Mẫu thân mang theo nữ nhi đã muốn đi, nào ngờ lập tức có 4-5 người xông tới không cho các nàng đi. Long Trảo dùng bất cần đời giọng, nếu như ngươi không thu tấm chi phiếu này, hôm nay là không đi được. Mọi người nhao nhao lắc đầu, biểu thị lần đầu tiên nhìn thấy yêu cầu như vậy. Nào có người buộc người khác nhận lấy 10 triệu. Hơn nữa còn là dùng thủ đoạn bạo lực. Lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chuyện như vậy, thật là sống lâu thấy rõ nhiều. Vậy mẫu thân cũng là thật không có biện pháp, xỉ xỉ xách xách từ Long Trảo trong tay tiếp nhận tấm kia 1000 vạn lần chi phiếu, xuất thân nghèo khó nàng không biết nên xử lý như thế nào một khoản tiền lớn như vậy mới tốt. Chỉ là nhận lấy tiền vẫn không tính là hết. Long Trảo cuối cùng nói bổ sung, số tiền này ngươi phải cho mình hoặc là dùng, hơn nữa ta giới hạn ngươi 1 tháng dùng xong. Ngươi có thể dùng đến mua nhà mua xe lấy lòng y phục, có thể cho người nhà xem bệnh, có thể mua ngươi bất luận cái gì đi qua muốn mua thế nhưng không có tiền mua đồ đạc. Thế nhưng, trừ ngươi ra cùng người nhà ở ngoài, những người khác đều không cho phép dùng. Hơn nữa, ngươi cũng đừng nghĩ đem số tiền này giao cho cảnh sát. Nói cho ngươi biết, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi, nếu như trong vòng 1 tháng ngươi chưa dùng hết, hay hoặc là không có dựa theo ta nói đi dùng số tiền này. Ta sẽ tìm người thu thập các ngươi toàn ra. Nghe rõ chưa? Thiên, cái này gọi là yêu cầu gì? Vậy mẫu thân sợ đến đều nhanh muốn khóc, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không giống như là cái gì chuyện xấu ha. Nếu như có thể mà nói, ước đoán mỗi người đều muốn bị mạnh như vậy vội và dùng tiền a. Mẫu thân là một bên lau nước mắt một bên rời đi, không biết, còn tưởng rằng nàng bị bao nhiêu ủy khuất.
chỉ có hiện trường những người đó toát ra ánh mắt hâm mộ. Từ lúc nào loại chuyện tốt này có thể phát sinh ở trên người mình a? Đồng thời, bọn họ đối với Long Trảo là người tốt hay là người xấu, càng thêm không đoán ra rồi. Cái này, căn bản là một cái quái dị người. Ở đây 99% người đều không rõ Long Trảo, cho rằng đây là một cái vô cùng kỳ quái nhân, nói xong người không tính là, nói phần tử xấu cũng chưa nói tới, chính là một cái rất kỳ quái khiến người ta không hiểu nổi nhân. Ngược lại thì Giang Sách yên lặng đứng ở trong đám người, thấy rõ Liễu Long Trảo dụng tâm lương khổ. Kỳ thực Long Trảo nhìn qua rất hung, đối với cái kia mẫu thân cũng là các loại bức bách, nhưng kỳ thật đều là đang vì đối với mẹ con kia tốt. Phải biết rằng, 10 triệu chi phiếu đối với một người bình thường thậm chí có thể nói là nghèo khổ gia đình mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng con số thiên văn. Đột nhiên đạt được nhiều như vậy tiền, rất nhiều gia đình chẳng những sẽ không thay đổi tốt, ngược lại sẽ bởi vì các loại vấn đề mà đưa tới gia đình vỡ tan. Khả năng bọn họ không dám dùng số tiền này, trực tiếp giao cho cảnh sát. Cũng có khả năng các bằng hữu thân thích đã biết chuyện này, sẽ tới cửa vay tiền, người có cho mượn hay không. Mượn chắc chắn sẽ không còn, không cho mượn lời nói, bằng hữu thân thích lại không phải làm rồi. Hơn nữa phụ thân, phụ mẫu, tử nữ trong lúc đó cũng đều vì rồi số tiền này gây túi bụi. Vì phòng ngừa những chuyện này phát sinh, mới có Liễu Long Trảo này bức bách. Muốn ngươi ở đây trong vòng một tháng đem tiền toàn bộ tiêu hết, vậy ngươi sẽ không nhiều thời gian như vậy suy nghĩ để cân nhắc đi, người bình thường đều sẽ tuyển trạch mua nhà mua xe tới cải thiện sinh hoạt. Thứ nhì, Long Trảo sẽ phái người nhìn, biểu hiện ra là nhìn như vậy mẫu nữ, nhưng thật ra là bảo hộ các nàng. Chỉ cần có người dám đánh na 10 triệu chủ ý, Long Trảo thủ hạ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó giết gà dọa khỉ, một cái hai cái bị đánh sau đó. Những người khác cũng không dám lại đánh khoản tiền kia chủ ý. Lấy Long Trảo những thủ hạ kia cá tính, đến lúc đó có thể sẽ đem người gây chuyện tay chân cho chém đứt. Dưới tình huống như vậy, đối với mẹ con kia ngoại trừ dùng tiền tới cải thiện tự thân sinh hoạt ở ngoài, căn bản không khả năng dùng khác tác dụng. Đây chính là Long Trảo muốn thấy được kết quả. Chỉ bất quá, Long Trảo không có nói thẳng, mà là mạnh mẽ vì đối với mẹ con kia đem đường cho bày xong. Đồng thời cầm roi ra ở phía sau quật, bức bách các nàng dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Mặc dù là đang làm chuyện tốt, nhưng cảm giác cũng là giống như đang làm chuyện xấu giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể khiến người ta cảm thấy xem không hiểu, cảm giác Long Trảo giống như là một phần tử xấu giống nhau. Chuyện rồi, đoàn người chậm rãi tản ra. Giang Sách cất bước đi tới Liễu Long Trảo trước mặt, nhìn trước mắt cửa hàng, nhẹ giọng hỏi, không nhìn ra. Ngươi chính là người tốt. Long Trảo vui vẻ, không phải, ngươi là người tốt, ta là phần tử xấu. Chỉ bất quá ta đây cái phần tử xấu thỉnh thoảng cũng muốn vì thỏa mãn một cái tư tâm mà làm một điểm chuyện tốt, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến ta làm người xấu bản chất. Giang Sách cười khổ lắc đầu, thực sự là không nói a. Trên cái thế giới này tại sao có thể có người như thế đâu? Rốt cuộc là sinh hoạt bức bách. Vẫn là đã từng bị to lớn gì đả kích, đưa tới hắn tam quan xảy ra hoàn toàn phá vỡ. Giang Sách hỏi, vậy ngươi tại sao muốn lựa chọn làm một người xấu đâu? Lấy năng lực của ngươi, nếu như làm một người tốt nói, nhất định sẽ tên lưu trong sử sách, lưu danh bách thế a. Long Trảo hút một hơi thuốc, nói rằng, một bộ phim nếu như chỉ có người tốt không có lời của người xấu, vậy còn đẹp mắt không? Ta à, đã bước lên một con đường không có lối về. Không về được, thế nhưng ta cũng không hối hận, con đường này ta đi rất thoải mái. Giang Sách, ngươi liền an an tâm tâm khi ngươi đích hảo nhân, không phải tới quản nhân sinh của ta, ngươi cũng không can thiệp được. Được, thêm này vừa hỏi. Giang Sách hít thở sâu một hơi, vậy đổi một vấn đề, hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Long Trảo sửng sốt một chút, a hát, ngươi làm sao sẽ biết ta muốn tới tìm ngươi? Giang Sách đáp. Nơi này cách ta thực tiệm thuốc không đến 200 mét, ngươi tổng sẽ không nói cho ta, ngươi là vừa vặn đi ngang qua a. Đối với, không sai, ta chính là vừa vặn đi ngang qua. Long Trảo cười ha hả từ trong lòng lấy ra một tờ thiệp mời, vừa vặn, ta chỗ này có một tấm thiệp mời cấp cho ngươi, 3 ngày sau, ta mời ngươi ăn. Lại là thiệp mời. Giang Sách nói rằng, lão thiên tôn mới vừa mời ta ăn một bữa hồng môn yến, ngươi lại tới.
Các ngươi làm phản phái, liền không thể đổi một cái trò gian trá sao? Long Trảo nhún vai, lão thiên tôn mời rồi không? Ta không biết a, lão tiểu tử này làm việc bình thường không phải nói với ta. Bất quá Giang Sách ta đã nói với ngươi, ta mời ngươi ăn bữa cơm này, nhất định phải so với lão thiên tôn mời na một bữa ăn ngon hơn. Hai chúng ta liền lợi dụng một lần này bữa tiệc đến cái nở nụ cười quên hết thù oán, từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào a? Khả năng sao? Lời như vậy nói ra, sợ là Long Trảo mình cũng sẽ không tin tưởng a. Tốt, không gặp không về. Giang Sách đáp ứng một tiếng. Có khí phách, na ba ngày sau, ta đang ở rừng hoa mai đợi ngươi đến. Nói xong, Long Trảo xoay người rời đi. Đôi ngư lúc này mới đi qua đây, nhìn Giang Sách trong tay thiệp mời, nói rằng, cái này Long Trảo nhất định không có lòng tốt, hắn hôm qua mới đi tìm qua Thái Minh Kim, làm cho hỗ trợ chế tạo cơ quan ám khí phải đối phó ngươi, ngày hôm nay liền tới tiễn thiệp mời, ha ha, vừa nhìn cũng biết không yên lòng. Hảo tâm là khẳng định không ấn, chỉ là Giang Sách hiếu kỳ, Long Trảo lúc này đây lại sẽ đùa giỡn cái trò gì. Thái Minh Kim bên kia, Giang Sách đã chuẩn bị được rồi. Sẽ không giúp trợ Long Trảo rồi. Mất đi Thái Minh Kim trợ giúp, Long Trảo mà chẳng thể làm gì khác. Thật tò mò. Đi về trước đi. Là. Hai người trở lại thực tiệm thuốc, đem tình báo mới nhất đơn giản sửa sang lại một lần. Hiện tại Lão Thiên Tôn bên kia cơ bản có thể buông xuống một chút. Tửu điếm chuyện bên kia cùng Lão Thiên Tôn thoát không khỏi liên quan, tuy là Giang Sách tuyển trạch với hắn giải quyết riêng. Thế nhưng Tiêu Học Thần vẫn như cũ cầm lấy Lão Thiên Tôn roi ra, dây dưa Lão Thiên Tôn, làm cho Lão Thiên Tôn không rảnh phân tâm, cũng cho Giang Sách cơ hội thở dốc. Hiện nay, chỉ cần đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Long Trảo trên người là được rồi. Đi trước đem lễ vật đưa cho Thái Minh Kim A, bằng lòng hắn vật được đúng lúc đưa đến, miễn cho Long Trảo lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Minh Bạch, đôi ngư ngay lập tức sẽ đi bắt tay vào làm xử lý lễ vật sự tình. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy lấy. Ba ngày thời gian, nháy mắt liền đi qua, dự tiệc thời gian tới. Ngày này, Giang Sách đổi lại một thân màu trắng tây trang, tuổi còn trẻ đẹp trai, đi ở trên đường cái đều sẽ đưa tới đại lượng nữ nhân thét chói tai cái loại này. Đôi ngư không khỏi nhổ nước bọt, thống suất, hôm nay ngươi chỉ có giống như điểm dáng vẻ, trước đây tổng cùng một thổ bao tử giống nhau. Ngạch! Giang Sách liệt rồi hắn liếc mắt. Sợ đến đôi ngư không dám nói hưu nói vượn nữa. Lên xe. Mục đích rừng hoa mai. Rừng hoa mai là Yến Thành một chỗ cảnh điểm, bởi vì nơi này nở rộ lấy đại lượng hoa mai mà xuất danh, thế nhưng thời tiết này cũng không phải là hoa mai nở rộ thời điểm, đi chỉ có thể nhìn được từng viên một quang ngốc ngốc cây mai, cũng không thể chứng kiến hoa mai. Đến địa điểm sau đó, đang phục vụ viên tiếp đãi, hai người tới một cái chỗ chòi nghỉ mát. Giang tiên sinh. Ta chờ đợi đã lâu. Long Trảo tự mình qua đây nghênh tiếp, cười rạng rỡ, nhìn qua giống như là hơn một năm không gặp lão bằng hữu giống nhau. Người như thế thực sự rất khó đoán được tâm tư của hắn. Vĩnh viễn không biết hắn muốn làm gì. Giang Sách cùng Long Trảo ngồi đối diện nhau, đôi ngư cùng tiểu đào thì đứng ở chòi nghỉ mát bên ngoài, trừ cái đó ra thì một ngoại nhân cũng không có, ngoại trừ đi lên món ăn người bán hàng ở ngoài. Cũng không thể chứng kiến bất kỳ một cái nào thủ hạ. Giang Sách cười cười, hỏi, làm sao, không có an bài đao phủ thủ sao? Long Trảo nở nụ cười, Giang tiên sinh ngươi thật đúng là hài hước, cái gì đao phủ thủ? Ta đây một bữa cơm cũng không phải là hồng môn yến, ta là thật tâm thật ý muốn mời ngươi ăn cơm a. Nói chuyện võ thuật, chòi nghỉ mát trên bàn đá đã bày đầy cơm nước, toàn bộ đều là mỹ vị món ngon. Một bàn này đồ ăn không có một 10 vạn đồng tiền sượng mặt. Giang tiên sinh, còn thỏa mãn. Giang Sách gật đầu, không sai, cơm nước quả thật không tệ, nhưng cũng không biết ngươi tới tìm ta đích thực thật mục đích là cái gì. Không cần vòng vo, nói thẳng. Long Trảo cười cười, Giang tiên sinh thật đúng là khoái nhân khoái ngữ, đi, ta đây cũng không với ngươi vòng quanh, ngày hôm nay mời ngươi tới dùng cơm, đúng là có chuyện gì muốn thương lượng với ngươi. Tựa như ta trước nói cho ngươi như vậy, ta nghĩ muốn với ngươi nở nụ cười quên hết thù oán, từ nay về sau biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào? Sự tình thật có đơn giản như vậy. Giang Sách cùng Long Mạch giữa cửu hận kỳ thực phi thường sâu, hơn nữa, Giang Sách còn đáp ứng rồi Thương Huân,
phải giúp Tương Huân từ long mạch trong tay chạy trốn ra ngoài. Cửu hận cùng ước định, vậy làm sao giải khai? Còn nữa nói, Long Trảo thật sự có hòa giải tâm tư sao? Xác định không phải một cái lồng nhi, như loại này đầy đầu mưu ma trước quỷ ra hỏa, không thể đơn giản tin tưởng. Kết quả là, Giang Sách trực đảo Hoàng Long, hỏi một cái phi thường xấu hổ rồi lại không thể trở về tránh vấn đề. Long Trảo, người biết ta theo Lão Thiên Tôn quan hệ a? Bất cộng đái thiên, không chết không ngớt. Người phải cùng ta hòa giải. Lão Thiên Tôn biết nguyện ý không? Đến lúc đó ngươi làm sao cùng Lão Thiên Tôn khai báo? Ta lại nên cùng Lão Thiên Tôn như thế nào ở chung đâu? Đây là một cái tương đương lúng túng vấn đề. Bất quá, Long Trảo đã sớm có đáp án. Hắn cười hắc hắc, vấn đề này căn bản cũng không phải là một vấn đề. Giang Sách, ta nếu lựa chọn giải hòa với ngươi, vậy dĩ nhiên là được bỏ qua rơi một số người. Bỏ qua? Giang Sách hai mắt sáng ngời, nói cụ thể một chút. Long Trảo hồi đáp, Lão Thiên Tôn chỉ là long mạch một con cờ mà thôi, chức vị của hắn thậm chí so với ta còn thấp, căn bản là không quan trọng gì được rồi. Giang Sách, biểu hiện của ngươi quá ưu tú, thực lực của ngươi đã được đến Liễu Long Mạch tán thành, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Ngày hôm nay tìm ngươi tới, chính là muốn nói cho ngươi, ta đã đạt được Liễu Long Mạch đồng ý, để cho ngươi thay thế được Lão Thiên Tôn, trở thành Yến Thành trưởng khống người. Về sau, Yến Thành ngươi nói coi là, cái này, đùa có chút lớn a. Lão Thiên Tôn trả giá bất cứ giá nào đem Long Trảo tìm đến, vốn tưởng rằng là giúp mình đối phó Giang Sách, kết quả nhưng bây giờ trở thành bị bỏ qua đối tượng. Long Mạch vì mượn hơi Giang Sách, không tiếc hy sinh hết Lão Thiên Tôn. Vẫn là câu nói kia, ở Long Mạch trong lòng, chỉ có hữu dụng nô tài, không có phế vật. Lão Thiên Tôn đã không có giá trị lợi dụng, vậy có thể bỏ qua. Long Trảo nói rằng, Giang Sách, trước ngươi cũng đã thu được Liễu Long Nước, kỳ thực ngươi là có tư cách thay thế được Lão Thiên Tôn chỗ. Cộng thêm ngươi gần nhất biểu hiện ưu tú, đã được đến Liễu Long Mạch tán thành. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta liền lập tức hủy bỏ Lão Thiên Tôn, để cho ngươi trở thành vẽ còn tập đoàn chủ tịch, để cho ngươi trở thành Yến Thành trưởng khống giả. Ngươi không phải cùng Lão Thiên Tôn bất cộng đái thiên sao? Cái này được rồi, ta nửa phút giải quyết hết Lão Thiên Tôn. Để cho ngươi lại không buồn phiền ở nhà. Giang Sách, ngươi cảm thấy thế nào a? Long Trảo vì chiêu mộ Giang Sách, cũng thật là nhọc lòng rồi, đem hắn có thể làm được cơ bản đều làm xong rồi. Ở Lão Thiên Tôn cùng Giang Sách trong lúc đó hai chọn một lời nói, Long Trảo không chút do dự lựa chọn Giang Sách, đây chính là hắn đối với Giang Sách tán thành. Vấn đề là, Giang Sách sẽ đồng ý sao? Giang Sách nhẹ nhàng bưng lên chén rượu trên bàn. Uống một hơi cạn sạch, Long Trảo, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Người nghĩ rằng ta phải đối phó Lão Thiên Tôn, vì chính là đối với Yến Thành nắm quyền trong tay sao? Ta đây cùng Lão Thiên Tôn phân biệt lại ở nơi nào? Long Trảo nói rằng, ta biết ngươi chí làm tồn cao xa, nhưng có lợi ích thực tế đặt ở trước mắt, tại sao muốn cự tuyệt? Giang Sách hồi đáp, nếu như ta phải tiếp nhận đề nghị của ngươi, ta đã sớm tiếp nhận rồi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Từ ta được đến Long Nước lại cự tuyệt uống xong một khắc kia trở đi, ta cũng đã biết mình tương lai đường là dạng gì rồi. Giang Sách lựa chọn đứng ở Long Mạch đối diện, vậy không có khả năng quay đầu. Hắn cũng không phải là vì quyền lợi mà cùng Long Mạch đối kháng, làm như vậy là để một chữ, nghĩa. Vì dân chúng đại nghĩa, vì giữa bằng hữu tình nghĩa, vì giúp đỡ chính đạo chính nghĩa. Long Trảo cư nhiên sẽ nghĩ tới chiêu hàng Giang Sách. Không khỏi đem Giang Sách nhìn quá nhẹ. Ta cự tuyệt, Giang Sách không chút do dự nói rằng. Long Trảo nụ cười trên mặt đã bắt đầu một chút xíu tiêu thất, hắn biết, nam nhân trước mắt thực sự quá khó khăn nói động. Vì vậy, Long Trảo đánh ra cuối cùng một tấm bài. Hắn nói rằng, Giang Sách, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào Long Mạch, ta không riêng có thể giúp ngươi diệt trừ Lão Thiên Tôn, trưởng không Yến Thành, ta còn có thể bằng lòng ngươi. Ngươi có thể trở thành trường hợp đặc biệt, không cần uống xong Long Nước, bị Long Mạch khống chế. Đây chính là một cái lớn vô cùng mê hoặc. Phải biết rằng, phàm là gia nhập vào Long Mạch người, đó là phải uống xong Long Nước, bằng không Long Mạch không có khả năng yên tâm. Nhưng Giang Sách nhưng có thể đánh vỡ cái này lệ cũ, đây chính là Giang Sách thực lực thể hiện. Nếu như đổi thành những người khác,
đã sớm kích động đáp ứng, vấn đề là, Giang Sách cũng không phải là người bình thường, đối mặt như vậy phong phú điều kiện, Giang Sách như trước lựa chọn cự tuyệt. Long Trảo, hảo ý của ngươi lòng ta lĩnh. Nhưng mọi người đều có chí khác nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta phản đối chính là Long Mạch bản thân. Thì như thế nào khả năng gia nhập vào Long Mạch? Nói thật cho ngươi biết, diệt trừ Lão Thiên Tôn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cũng không phải là ta mục đích cuối cùng. Ta cuối cùng phải làm, là đem Long Mạch cái này nghìn năm tai họa nhổ tận gốc. Lời này đã nói có điểm ngoan. Phải biết rằng, Long Trảo nhưng là Long Mạch kiện tướng đắc lực, là Long Mạch tổ chức nhân vật cao tầng, Giang Sách nói như vậy, không khác nào trực tiếp cùng Long Trảo tuyên chiến. Sự tình triệt để không có nói chuyện. Long Trảo nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất rồi, nâng cốc ly hướng trên bàn vừa để xuống, lạnh như băng nói rằng, Giang Sách, ngươi thực sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Cần biết thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi như vậy không biết phân biệt, chỉ biết đưa tới diệt vong. Hắn muốn dùng khí thế ép vỡ Giang Sách. Nhưng mà, Giang Sách lại càng thêm cuồng vọng nói rằng, nếu như các ngươi có thể diệt vong lời của ta, cũng sẽ không tới chiêu hàng rồi. Nói bóng gió các ngươi căn bản cũng không có diệt vong năng lực của ta. Đây là người thứ nhất dám dùng như vậy giọng nói cùng Long Trảo nói chuyện, thật là một điểm mặt mũi cũng không cho. Long Trảo đều bị tức giận nở nụ cười. Hắn cười nhạt ba tiếng, nói rằng, ta đã cho ta đã đầy đủ cuồng vọng, Giang Sách, không nghĩ tới ngươi so với ta còn muốn cuồng vọng. Cần biết, chớ trang bức bị sét đánh a. Giang Sách vừa mới chuẩn bị đáp lại một câu thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó cũng cảm giác thân thể không đúng lắm, tay chân như nhũn ra, đầu óc ngất xỉu. Rượu, bị bỏ thuốc. Hắn là thật không có nghĩ đến Long Trảo cư nhiên biết sử dụng như vậy ác độc ác tha thủ đoạn, kỳ thực đến rồi bọn họ cấp bậc này, đã chẳng đáng với dùng thấp như vậy kém thủ đoạn rồi, nhưng Long Trảo chính là không để bụng a, tốt như vậy sử dụng làm sao tới. Long Trảo vui vẻ nói rằng, Giang Sách, biết ngươi trong rượu trộn thuốc tên gọi là gì sao? Trực tiếp nói cho ngươi biết được rồi, cái này gọi là tuyệt tâm tán, là một loại vô sắc vô vị dược vật, xen lẫn trong rượu uống vào trong bụng, 10 phút bên trong, tứ chi như nhũn ra, toàn thân vô lực. Giang Sách, ngươi bây giờ, ta là nghĩ thế nào giết chết liền giết thế nào chết a? A hát được rồi, ngươi biết đây tuyệt tâm tán là nơi nào tới sao? Đây chính là Thái gia độc môn bí dược. Là Thái Minh Kim tự tay giao cho ta a. Thái Minh Kim. Giang Sách cảm thấy ngoài ý muốn, chính mình không phải đều đã cho hai ức sao? Thái Minh Kim không phải bảo hiểm tất cả kiểm chứng sẽ không giúp trợ Long Trảo rồi không? Làm sao kết quả là lật lọng, vẫn là trợ giúp Long Trảo? Long Trảo đốt điếu thuốc, cười ha hả nói, Giang Sách, ngươi cho rằng ngươi đi tìm Thái Minh Kim sự tình ta không biết sao? Không nói gạt ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều nhìn chằm chằm. Ngươi cho rằng cho Thái Minh Kim hai ức, hắn sẽ ngoan ngoãn buông tha theo ta hợp tác. Ngươi a, thực sự quá ngây thơ rồi, ngươi mãi mãi cũng nhìn không thấu một cái thương nhân bản chất a. Làm một thương nhân, là tối trọng yếu chính là hai chữ kiếm tiền. Vì kiếm tiền, đó là có thể miệng đầy chạy xe lửa. Thái Minh Kim quả thực đáp ứng rồi Giang Sách, nhưng quay đầu lại Long Trảo lấy ra 400 triệu tiền mặt. Lập tức để Thái Minh Kim đổi lời nói. Ở Thái Minh Kim nơi đó, căn bản cũng không có cái gì tín dự đáng nói, vĩnh viễn cũng chỉ là xem tiền. Người nào cho nhiều tiền hắn liền hướng người nào. Long Trảo nói rằng, Giang Sách, người sai liền sai ở quá tin tưởng người khác, thật tình không biết, trên cái thế giới này cũng không phải là tất cả mọi người giống như người đem thư danh tiếng nhìn trọng yếu như vậy. Thái Minh Kim cái này hàng, hắn cái gì cũng không quan tâm. Hắn quan tâm vĩnh viễn cũng chỉ có tiền. Thật không ngờ, Giang Sách cuối cùng dĩ nhiên biết lấy phương thức như vậy thua trận. Đôi ngư muốn xông lên, kết quả Long Trảo trực tiếp móc súng ra để ở tại Giang Sách trên đầu, đứng lại. Dám đi phía trước nhảy qua một bước, ta liền một thương băng hắn. Bất đắc dĩ, đôi ngư động cũng không dám động. Tiểu Đào đi tới đem đôi ngư ấn xuống quỳ trên mặt đất, hai tay chắp ở sau lưng trói lại. Đại thế đã định. Long Trảo nói rằng, thấy được chưa? Kỳ thực cũng không cần bất kỳ đao phủ thủ, ta cũng có thể chế phục ngươi. Nói đi nói lại thì, cái này Thái gia tuyệt tâm tán thật đúng là dùng tốt ha, giống như ngươi vậy lợi hại bác sĩ, nếu như là vậy mê dược, ước đoán sớm đã bị phát hiện a.
Giang Sách bây giờ là một điểm khí lực đều không phát huy ra được, giống như là trên thất ngư, mặc người chém giết. Long Trảo sâu đậm hút một hơi thuốc, nói rằng, Giang Sách, ngươi a, thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào Long Mạch nói, chúng ta đây chính là đồng nhất trận tuyến chiến hữu tốt, đáng tiếc, ngươi lãng phí cơ hội lần này, lãng phí ta có hảo ý. Trên cái thế giới này là không có có hậu hối hận thuốc bán, Giang Sách, người bây giờ biết cuồng vọng đại giới là cái gì a? Đi dưới suối vàng hối hận a? Lại có ai có thể nghĩ đến, bao nhiêu lần đại nạn không chết Giang Sách, lại bị nhỏ như vậy nhỏ xiếc cho tính toán đến. Thật sự là lật thuyền trong mương a. Giang Sách, mạng của ngươi ngày hôm nay liền bỏ mạng lại ở đây rồi, tái kiến. Hết thảy phức tạp đồ đạc, đến cuối cùng đều hóa phức tạp thành đơn giản, đối phó Giang Sách, tốt nhất cũng chỉ cần một chén rượu một bao thuốc liền làm xong. Phức tạp gì kế sách cũng không nhu cầu. Kết thúc. Đang ở Long Trảo chuẩn bị mở thương kết thúc Giang Sách sinh mạng một khắc kia, đột nhiên, hắn cảm giác tứ chi như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, cảm giác kia giống như là uống rượu say giống nhau, trên tay một chút xíu khí lực đều sử dụng không được. Lạch cạch một tiếng, Long Trảo thủ trong thương trực tiếp đánh rơi trên bàn, hắn ngay cả bóp có kết quả Giang Sách tính mệnh đều làm không được đến. Chủ nhân, Tiểu Đào muốn lên đi vào kiểm tra một cái chuyện gì xảy ra. Nào ngờ Giang Sách trực tiếp ngồi vững vàng thân thể, giơ tay lên thương hoảng liễu hoảng, nhiều đi một bước, ta liền nổ súng giết hắn. Tiểu Đào không dám động. Tình thế trong vòng thời gian ngắn có to lớn xoay ngược lại, trước đây nằm ở bị động Giang Sách, hiện tại lập tức nhảy ở đến rồi chủ động vị trí. Tiểu Đào cùng Long Trảo đều trợn tròn mắt, căn bản không minh bạch là thế nào chuyện gì xảy ra. Buông ra đôi ngư, Giang Sách từ tốn nói. Tuy là sức sống, nhưng Tiểu Đào vẫn là không thể làm gì ngoan ngoãn nghe theo, buông lỏng ra bị trói đôi ngư, sau đó chính hắn ngược lại bị đôi ngư chế trụ, ngoan ngoãn quỳ trên đất. Long Trảo hữu khí vô lực hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ đột nhiên đã không có khí lực, ngược lại ngươi lại không sao? Hắn là thực sự không rõ, tình huống trước mắt thoạt nhìn, giống như là Long Trảo trúng độc, mà Giang Sách chuyện gì cũng không có giống nhau. Kỳ thực không phải thoạt nhìn, mà là quả thực như vậy. Giang Sách không chút hoang mang bưng ly rượu lên uống một ngụm, nói rằng, trong rượu này quả thực hạ tuyệt tâm tán, thế nhưng ngươi không biết là, ta ngay từ đầu liền phục dụng giải dược, cho nên khi nhưng không có chuyện. Giải dược? Từ đâu tới giải dược? Long Trảo hai mắt trừng lớn, hiển nhiên không thể tin được sự thực như vậy, Thái gia độc môn bí dược, ngoại trừ Thái Minh Kim ở ngoài người khác từ đâu tới giải dược? Mà Thái Minh Kim đã tuyển trạch cùng Long Trảo hợp tác, như thế nào khả năng cho Giang Sách giải dược? Mặt khác, Long Trảo làm sao chính mình còn trúng chiêu? Liên tiếp vấn đề, làm cho Long Trảo triệt để mộng vòng, căn bản không biết nơi nào thông nơi nào. Giang Sách không chút hoang mang từng bước giải thích, trước tiên nói một chút về ngươi là làm sao trúng chiêu a. Kỳ thực rất đơn giản, đây tuyệt tâm tán không riêng có thể dưới ở trong rượu. Kỳ thực dùng để thiêu hủy nói, giống nhau hữu hiệu. Thì ra, Giang Sách ở tới trước tiên đang ở âm thầm đốt cháy tuyệt tâm tán, trong lương đình chính bọn họ hai sớm đã bị tuyệt tâm phân phát cho bao vây, cho nên mặc dù Giang Sách không uống ly rượu kia, cũng sẽ trúng chiêu. Mà Giang Sách bởi vì trước khi tới liền phục dụng giải dược nguyên nhân, cho nên mặc dù là trúng chiêu cũng sẽ không có sự tình, mới vừa hành vi chẳng qua là giả ra vội tới Long Trảo nhìn. Còn như Long Trảo, hắn chính là chân chân thực thực trúng chiêu. Không có giải dược chính hắn, bây giờ là thực sự như là trên thất ngư, mặc người chém giết. Giang Sách còn nói thêm, người khẳng định thật tò mò, vì sao Thái Minh Kim sẽ chọn theo ta hợp tác, mà không hợp tác với người a? Long Trảo cắn răng nói rằng, hanh, cái này còn dùng đoán sao? Người sợ là cho hắn nhiều tiền hơn a? Giang Sách lắc đầu, no, người sai rồi. Ta ngược lại thật ra không có cho hắn nhiều tiền hơn. Tựa như ngươi biết như vậy, ta chỉ cho Thái Minh Kim 2 ức, mà ngươi cho 4 ức, tiền của ngươi cho là của ta gấp 2. Cái này không có đạo lý nữa à? Nếu Long Trảo cho tiền là Giang Sách gấp 2, như vậy Thái Minh Kim hẳn là tuyển trẻ cùng Long Trảo hợp tác, mà không phải cùng tiền thiếu Giang Sách hợp tác à? Nơi đây rõ ràng cho thấy nói không thông. Trừ phi Thái Minh Kim là một kẻ ngu si.
Trên thực tế Thái Minh Kim nếu không ngốc, còn rất khôn khéo, đây chính là một cái so với Hầu Nhi còn tinh ra hỏa, bất luận cái gì một chút xíu quyền lợi đều có thể tính toán đúng chỗ. Giang Sách giải thích, kỳ thực ngoại trừ Na Hai Ước ở ngoài, ta còn cho Thái Minh Kim một phần đặc thù lễ vật, chính là phần lễ vật này chỉ có thể dùng hắn tuyển trạch theo ta hợp tác. Lễ vật? Long Trảo hỏi, lễ vật gì? Nhiều hơn ta đi ra Na Hai Ước còn đáng giá sao? Giang Sách khoát tay lia lịa, đây nhất định là không có, chỉ bất quá cho ra phần lễ vật này tương đối đặc thù, dùng tiền là không còn cách nào cân nhắc. Hắn nhìn thoáng qua Đôi Ngư. Đôi Ngư ngầm hiểu, mỉm cười nói, phần lễ vật này chính là một cái trò chơi tìm kỹ, thánh thú thế giới toàn bộ ra, toàn bộ sủng vật, toàn bộ tòa kỵ, toàn bộ danh vọng đỉnh cấp tài khoản. Chậm mấy phút, Long Trảo đã cơ bản khôi phục lại, hơi chút hoạt động hạ thân tử, phát hiện cái loại này bùn rùn cảm giác vô lực đã biến mất rồi, cả người lại trở nên tràn ngập lực lượng. Thái gia thuốc, thực sự là danh bất hư truyền, hắn nhịn không được khen ngợi một câu. Sau đó, Long Trảo nhìn về phía Giang Sách, nói rằng, ngươi luôn là đối với mình như vậy tự tin, Giang Sách, ngươi thực sự cho là mình vô địch thiên hạ sao? Giang Sách đạm nhiên đáp, không phải, ta cũng không cho là mình vô địch thiên hạ, thế nhưng ta biết chính mình chắc chắn sẽ không bị các ngươi người như vậy cho đánh bại, đơn giản là bốn chữ tả bất thắng chính. Hảo một cái tả bất thắng chính, Long Trảo vỗ tay một cái, nói rằng, nói thật ra, ta đều bị ngươi cảm động. Ta là thật không muốn ra tay với ngươi rồi. Thế nhưng trên mệnh khó vi phạm, ta nếu được trao cho rồi diệt trừ sứ mạng của ngươi, thì không khỏi không đi làm. Giang Sách khẽ cười nói, ta không có ngăn cản ngươi a, ngươi muốn làm cái gì mặc dù làm, ta toàn bộ phụng bồi. Tốt! Long Trảo đứng dậy, ta đây liền cùng ngươi tới cái quân tử cục. Ta ngươi hai người tỉ thí một trận, người nào thua liền tự yến thành ly khai. So cái gì? Giang Sách hỏi. Chỉ thấy Long Trảo từ trong lòng móc ra một cây phi tiêu đặt ở trên bàn, chúng ta liền so một lần cái này. Giang Sách nở nụ cười. Hắn nói rằng, còn phải lại so với phi tiêu sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất, chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt chính là tỉ thí phi tiêu, ngươi đã thua. Long Trảo tự tin nói rằng, lúc này đây đương nhiên không thể giống như lần trước như vậy, lúc này đây, chúng ta tăng một điểm điều kiện hạn chế. Điều kiện gì? Đi theo ta. Long Trảo mang theo Giang Sách hướng phía cách đó không xa một cái gian nhà đi tới, Đôi Ngư, Tiểu Đào đi theo sau. Đi tới cửa mới phát hiện, cái này nguyên lai là một cái thương khố. Đẩy cửa ra, bên trong kho hàng đã bị thanh không, trống rỗng không có gì cả, chủ yếu nhất là, nhà thương khố này ngay cả cửa sổ cũng không có, chỉ cần đóng cửa lại, như vậy nhà thương khố này chính là triệt để một mảnh đen như mực. Đừng nói đóng cửa lại, coi như là hiện tại mở cửa, đều có rất lớn một vùng là sơn đen qua loa, cái gì đều không thấy được. Bình thường nơi đây đều là dùng để gửi đại hình dụng cụ, phải ở mở đèn dưới tình huống mới có thể công tác. Long Trảo nói rằng, hai người chúng ta ở nơi này cái bên trong kho hàng chiến đấu, có ở đây không mở đèn dưới tình huống, ai có thể đánh bại đối phương người đó chính là người thắng trận. Đồng thời, không thể dùng cái khác chiêu thức. Chỉ có thể dùng phi tiêu. Nói cách khác, Giang Sách vẫn không thể sử dụng thuật cận chiến đi đối phó Long Trảo, na Giang Sách cường đại thân thủ chẳng khác nào bị hạn chế. Ở nơi này dạng bên trong kho hàng, nếu như không bật đèn lời nói, chẳng khác nào là một người mù. Hai cái người mù lợi dụng phi tiêu công kích lẫn nhau. Đừng nói lớn như vậy một cái kho hàng, coi như là một cái trong phòng nhỏ, sợ cũng rất khó bắn trúng đối phương a. Đương nhiên, đối với người bình thường là rất khó làm được, nhưng đối với Giang Sách, Long Trảo như vậy cao thủ hàng đầu, tất cả liền khó nói. Giang Sách, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Kỳ thực một trận chiến này đối với Giang Sách là phi thường bất lợi, các loại điều kiện kỳ thực đều là ở hạn chế Giang Sách phát huy, ngược lại làm cho Long Trảo trở nên càng thêm thong dong. Bất quá, đối với một cái cường giả chân chính mà nói, là tới giả không sợ. Làm sao không dám? Giang Sách vô cùng tự tin. Tốt, các loại chính là ngươi những lời này. Long Trảo vung tay lên, Tiểu Đào ngay lập tức sẽ bưng một cái khay đã đi tới, trong khay là hai đống phi tiêu. Mỗi một đống có 10 cây phi tiêu, Giang Sách cùng Long Trảo mỗi người 10 cây. Ở lấy hết phi tiêu sau đó, Long Trảo đi trước đi vào,
đi vào trước người có thể chiếm giữ có lợi vị trí địa lý, cũng có thể đang âm thầm quan sát, xác định vị trí của đối phương. Một lát sau, Giang Sách cũng tiến vào. Hai người bọn họ biến mất ở rồi hắc ám trong kho hàng. Sau đó, Tiểu Đào đem cửa kho hàng đóng cửa, ngay cả cuối cùng một bó dương quang cũng cho cắt đứt ở thương khố bên ngoài. Cứ như vậy, trong kho hàng bộ phận liền thực sự thành một cái hoàn toàn tối không gian. Muốn ở nơi này dạng bên trong không gian diệt trừ đối thủ, nói dễ vậy sao? Đôi ngư thử đại nhập trong đó, kết quả phát hiện, nếu như là lời của mình, đừng nói giết chết đối thủ, ngay cả xác định vị trí của đối thủ cũng không quá quan tâm có thể làm được đến. Lớn như vậy một cái thương khố, chỉ cần đối phương giữ yên lặng, như vậy ngươi ngay cả nghe âm thanh biết vị trí sợ là đều làm không được. Tiểu Đào lại gương mặt tự tin, nói rằng, Giang Sách thật là quá cuồng vọng, cho tới bây giờ cũng không biết cho mình lưu đường lui, cuộc tỉ thí này từ hắn đi vào thương khố một khắc kia, hắn cũng đã thua. Phải, đôi ngư tỏ vẻ khinh thường. Tiểu Đào tràn đầy tự tin nói rằng, nói thật cho ngươi biết, chủ nhân hắn phi tiêu tuyệt kỹ chính là ở nơi này dạng khó khăn trong sân luyện ra được. Ở nơi này dạng trong sân, chủ nhân có thể vẻn vẹn bằng vào đối thủ hô hấp là có thể xác định vị trí của đối phương, sau đó ở ngoài 300 thước khoảng cách bắn trúng đối thủ. Cái này, có phải hay không khoa trương điểm? Đôi ngư cảm thấy Tiểu Đào khẳng định có khoác lác nhân tố, bất quá nói đi nói lại thì, nơi này là Long Chảo sân nhà, Long Chảo lại bình thường ở đồng dạng ác liệt trong hoàn cảnh tu luyện, bên ngoài năng lực thích ứng nhất định là nếu so với Giang Sách mạnh. Giang Sách xác suất thất bại vẫn là tương đối lớn. Trong lúc nhất thời, đôi ngư cũng không khỏi vì Giang Sách cảm thấy lo lắng. Keng keng. Hai tiếng vang lanh lảnh, đó là phi tiêu bắn vào thương khố trên vách tường thanh âm, nghe trong lòng người căng thẳng. Là Giang Sách bắn ra phi tiêu, cũng hoặc là Long Chảo phi tiêu. Không được biết. Tiểu Đào ngửa đầu, tuyệt không lo lắng đứng ở đó bên, đôi ngư thì chờ đợi lo lắng, đứng ngồi không yên. Tiểu Đào còn nói thêm, chủ nhân nói rất đúng, các ngươi a, chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như thật sớm bằng lòng quy thuận Long Mạch, còn sẽ có sự tình phía sau sao? Hiện tại, các ngươi coi như là muốn quay đầu cũng không thể. Người a, chính là muốn tự biết mình, như vậy mới có thể ăn ít vị đắng. Đang nói chuyện võ thuật, liền nghe được một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào. Là ai? Giang Sách vẫn là Long Chảo. Đang ở hai người bên ngoài không nghe rõ, đang ở lo lắng thời điểm, cửa kho hàng từ bên trong mở ra, một người cao lớn khôi ngô nam nhân từ bên trong đi ra. Là Giang Sách. Đi ra người nọ là Giang Sách. Ngắn ngủi không đến 3 min võ thuật, thắng bại cũng đã hiểu, vừa mới na hét thảm một tiếng là Long Chảo vọng lại. Một trận chiến này, Long Chảo thất bại. Chứng kiến Giang Sách hoàn hảo không chút tổn hại đi ra một khắc kia, Tiểu Đào triệt để sụp đổ. Vừa mới còn tràn đầy tự tin, cho rằng không có khả năng thua hắn, lập tức liền yên. Giống như là bị sương lạnh phát qua cả giống nhau. Không phải, điều đó không có khả năng. Tiểu Đào lắc đầu liên tục, biểu thị không thể tin được sự thật trước mắt. Giang Sách chỉ là thản nhiên nói, gọi xe cứu thương a, ta chỉ là phế đi hai tay của hắn, không có muốn mạng của hắn, hắn sẽ không chết. Nói xong, Giang Sách đạm nhiên rời đi. Chủ nhân. Tiểu Đào thật nhanh chạy vào thương khố, men theo tiếng kêu thảm thiết phương hướng chạy đi, một cái liền tìm được nằm dưới đất Long Chảo. Xuyên thấu qua ánh sáng yếu ớt có thể chứng kiến, Long Chảo hai tay gân tay đều đã bị đánh gãy. Từ nay về sau, hắn cũng đã không thể bắn ra phi tiêu. Long Chảo, phế đi. Thực tiệm thuốc. Giang Sách ngồi ở góc cái bàn, đôi ngư bưng tới mấy đĩa thức ăn, rót đầy một chén rượu, ở bên cạnh hầu hạ. Lần đầu tiên chứng kiến tình huống như vậy, rõ ràng thắng, nhưng cũng không là rất vui vẻ. Giang Sách cùng Long Chảo là đứng ở mặt đối lập hai người, Giang Sách cũng quả thực thắng, cái này tới là nhất kiện đáng giá cao hứng thậm chí hẳn là gióng trống khua chiêng đi chuyện tuyên truyền, nhưng mà Giang Sách trên mặt của cũng không có treo nụ cười. Tương phản, Giang Sách một ly khổ rượu hạ đỗ, nghĩ chuyện mới vừa phát sinh, nhịn không được thở dài. Đôi ngư biết. Giang Sách đây là đối với Long Chảo có đồng tình tâm, hai người bọn họ chỉ là bởi vì lập trường bất đồng mới không được đã đứng ở mặt đối lập, đối với Long Chảo cái này nhân loại mà nói, Giang Sách cũng chẳng có bao nhiêu hận ý.
thậm chí Giang Sách đối với Long Trảo còn có mấy phần lòng yêu tài. Tự tay hủy diệt rồi thứ mình thích, đổi thành bất cứ người nào, sợ là cũng rất khó vui vẻ đứng lên. Đôi ngư biết Giang Sách tâm tình bây giờ thật không tốt, nhưng cũng không có biện pháp thoải mái, chỉ có thể ở một bên yên lặng cho Giang Sách rót rượu, có thể mấy chén khổ rượu hạ đỗ sau đó, Giang Sách biết thoải mái một điểm a. Lúc này, Lô Văn Diệu đã đi tới. Lão gia tử ngồi ở Giang Sách đối diện, sờ sờ chòm râu trắng như tuyết, nói rằng, không nghĩ tới a, người cư nhiên sẽ đối với Long Trảo cảm thấy đáng tiếc. Giang Sách vừa uống rượu vừa nói, dĩ nhiên, bởi vì ta tại hắn trên người thấy được cái bóng của mình. Đồng dạng xuất thân thấp hèn, đồng dạng liều mạng, thật vất vả làm ra một điểm thành tích, cuối cùng lại lạc được kết quả như thế này, có thể nào gọi người không phải sinh lòng thương hại. Đôi ngư đồng dạng cho Lô Văn Diệu rót một chén rượu. Lô Văn Diệu bưng ly rượu lên nhấp một miếng, nói rằng, kỳ thực ngươi bây giờ cùng với thương hại Long Trảo, không bằng yên lành lo lắng một cái tự thân an nguy a. Ân. Giang Sách ngẩng đầu nhìn Lô Văn Diệu, trong nháy mắt, hắn liền biết Lô Văn Diệu ý tứ của những lời này rồi. Long Trảo thất bại, nhưng không có nghĩa là Long Mạch thất bại. Long Trảo thất bại đối với Long Mạch mà nói, vẻn vẹn chỉ là một nho nhỏ mấu chốt, điểm quyết định mà thôi, còn xa chưa nói tới thất bại. Hơn nữa, bởi vì Long Trảo thất bại, ắt sẽ đưa tới Long Mạch càng thêm hoàn toàn trả thù. Lô Văn Diệu nói rằng, người liên tiếp đem Tiếu Canh, Lão Thiên Tôn, Long Trảo đều cho đánh bại, đây cũng không phải là vẽ mặt Long Mạch vấn đề, người sở tác sở vi đã chạm tới Long Mạch hạch tâm quyền lợi, khiêu chiến quyền uy của hắn. Nếu như không đem người bắt, Long Mạch sẽ không nể mặt. Hiện tại, người đã triệt để không có đường quay về, chỉ có thể một con đường đi tới hắc, cùng Long Mạch ăn thua đủ rồi. Con đường này, Giang Sách cũng sớm đã nghĩ xong. Hắn nói rằng, không phải nói nha, ta là tiên đoán con, sự tồn tại của ta chính là muốn trợ giúp Yến Thành khôi phục tự do. Long Mạch, ta không thể không trừ. Lô Văn Diệu nói rằng, nói dễ, làm khó a. Mượn Tương Huân mà nói, hắn làm sao không phải với người giống nhau. Cũng là cả ngày lẫn đêm đều muốn diệt trừ Long Mạch. Nhưng căn bản làm không được a, hiện tại ngay cả Long Mạch diện mục chân thật là ai, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Thoại phong nhất chuyển, Lô Văn Diệu còn nói thêm, bất quá so với Long Mạch, hiện nay người càng nên lo lắng hai người. Người nào? Long Lân cùng Long Thủ. Lô Văn Diệu giải thích, hai người này cùng Long Trảo cùng cấp, nhưng thủ đoạn độc ác, so với Long Trảo hung tàn nhiều. Long Trảo xử lý không được vấn đề, hai người bọn họ nhất định sẽ bị phái qua đây xử lý. Vấn đề chính là ở chỗ, sẽ phái hai người bọn họ trong đó người qua đây. Lô Văn Diệu lại uống một hớp rượu, nếu như là phái Long Lân tới được nói, vậy còn tốt, thực lực của nàng cùng Long Trảo tương xứng, người còn có ứng đối không gian. Nhưng nếu như phái tới Long Thủ, na vấn đề liền lớn. Lô Văn Diệu rất lo lắng nói, Long Thủ. Là bọn hắn ba người trong thực lực tối cường, tâm cơ sâu nhất một cái, nếu như là Long Thủ tự mình đến đối phó ngươi, vậy ngươi tương lai liền thực sự không tốt lắm rồi. Nghe xong Lô Văn Diệu lời nói, Giang Sách cũng không có cảm thấy khẩn trương, thậm chí một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Hắn chỉ là ung dung cười, nói rằng, nước đến thành chặn, mặc kệ tới là người, ta đều sẽ làm bọn họ có đến mà không có về. Kỳ thực, ở Giang Sách xem ra, cụ thể tới là người cũng không trọng yếu. Bởi vì nếu như lúc này đây tới là Long Lân, Giang Sách đem nàng sau khi đánh bại, tiếp theo Long Thủ khẳng định phải tới rồi. Nếu như tới là Long Thủ, tiếp theo Long Lân ước đoán cũng tới hỗ trợ. Cho nên tới chính là người đối với Giang Sách mà nói, cũng không trọng yếu, then chốt một điểm ở chỗ, Giang Sách có thể hay không đem kế tiếp chạy tới trợ trận địch nhân cho đánh bại. Từng miếng uống rượu. Giang Sách tâm tình vẫn là rất tối tăm. Từ từ, bầu trời ảm đạm xuống. Mưa nhỏ tích tích lịch lịch rơi xuống, nhưng thật ra cùng Giang Sách tâm tình bây giờ vô cùng phù hợp. Trận mưa này, cũng để cho Giang Sách đối với tương lai quan điểm có càng nhiều hơn tưởng tượng. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Long Trảo ngồi ở trên ghế tre, hai tay đều đeo băng, hắn hai cái tay đều đã phế đi, không thể lại bắn ra phi tiêu. Cái này... liền đại biểu hắn triệt để thua. Tuy là hắn còn sống, tuy là hắn như trước có thể đi qua các loại sách lược tới cùng Giang Sách phân cao thấp, thế nhưng, hắn thua chính là thua.
hắn thua mất cùng Giang Sách giữa quân tử cục, như vậy, về sau phải cút ra khỏi Yến Thành. Kỳ thực đối với một người xấu mà nói, không giữ chữ tín đó là chuyện bình thường như cơm bữa, chỉ cần Long Trảo nguyện ý, hắn nửa phút có thể ruồng bỏ cam kết như vậy. Trên thực tế, Long Trảo phía trước trong cuộc sống, cũng không còn bớt làm chuyện như vậy. Lật lọng đối với hắn mà nói, đó là chuyện bình thường như cơm bữa. Hắn vẫn cho rằng mình chính là cái triệt đầu triệt đuôi phần tử xấu, nếu là phần tử xấu, cũng không cần đi sử dụng tốt nhân tiêu chuẩn yêu cầu mình, không cần phải cho mình thiết trí các loại khuôn sáo. Thế nhưng lúc này đây, Long Trảo quyết định tuân thủ hứa hẹn. Bởi vì Long Trảo rất lúng túng phát hiện, hắn dĩ nhiên không muốn cùng Giang Sách là địch, hắn cũng không phải là muốn làm cái tuân thủ cam kết người tốt, hắn chỉ là vì thoát đi Yến Thành, không hề cùng Giang Sách là địch mà thôi. Không phải e ngại Giang Sách, mà là phần kia anh hùng tinh tinh tương thích cảm giác, làm cho hắn dao động. Đã thật lâu không có cảm giác như vậy rồi. Long Trảo mình cũng không nhớ rõ từ lúc nào từng có loại này đối với người khác sản sinh kính nể cảm giác. Coi như là đối mặt Long Mạch, Long Trảo cũng chỉ là cảm thấy sợ hãi Tuyển Trạch phục tòng, căn bản cũng không có chút nào ý kính nể, chỉ có đối mặt Giang Sách thời điểm, hắn có kính nể. Giống như là trời đông giá rét sương tuyết gặp đầu xuân dương quang thông thường, Long Trảo cảm giác cả người đều rất ấm áp. Cho nên hắn hiện tại ngồi ở ghế trên, tuy là hai tay bị phế, thế nhưng không có chút nào lo lắng cùng bất mãn, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, rốt cục có thể rời đi Yến Thành, không cần lại vi phạm nội tâm của mình cùng Giang Sách là địch. Một bên Tiểu Đào kỳ thực tuyệt không lý giải. Hắn ngay từ đầu còn muốn thoải mái Long Trảo hai câu. Kết quả phát hiện căn bản cũng không cần mở miệng, Long Trảo tâm tình tốt đến kỳ lạ. Loại này thật là không cần phải nói là có thể cảm giác được. Tiểu Đào theo Long Trảo nhiều năm như vậy, đối với Long Trảo hỉ nộ ái ố hiểu rõ không gì sánh được thấu triệt, biết Long Trảo từ lúc nào là thật hài lòng, từ lúc nào là ngụy vui vẻ. Giờ khắc này, hắn biết Long Trảo là chân chánh hài lòng. Long Trảo hài lòng đương nhiên là nhất kiện đáng giá cao hứng sự tình. Chỉ là Tiểu Đào không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, rõ ràng hai tay bối phế bỏ, rõ ràng bị Giang Sách cho đánh bại, rõ ràng đều phải thu thập xác cút ra khỏi Yến Thành rồi, vì sao Long Trảo còn cao hứng hơn rồi. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra. Đây chính là Long Trảo cùng Tiểu Đào cách cục bất đồng. Lúc này, Lão Thiên Tôn đi tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà, hắn là đến thăm Long Trảo, tiễn Long Trảo đoạn đường cuối cùng. Vừa nhìn thấy Lão Thiên Tôn qua đây, Long Trảo mặt tươi cười tự hắc đạo, ông bạn già thực sự là xin lỗi a, thực lực ta hữu hạn, không có cách nào khác giúp ngươi diệt trừ Giang Sách rồi. Bất quá ngươi cũng không nhất định uể oải, ta đã đem Yến Thành tình huống của bên này hồi báo lên, Long Lân cùng Long Thủ một người trong đó chẳng mấy chốc sẽ tới đón ta tiểu đội. Hai người bọn họ đều là thực lực cường hãn hạng người, nhất định có thể trợ giúp ngươi thực hiện mục đích. Lão Thiên Tôn trên mặt không có chút nào nụ cười, hắn có chút khó chịu nói rằng, Long Trảo, người xác định không có đối với Giang Sách xả nước sao? Long Trảo nói rằng, người cảm thấy khả năng sao? Xin tin tưởng chuyên nghiệp của ta rèn luyện hàng ngày, ta theo tương huân bất đồng, tuyệt đối không có khả năng làm ra cật lý bái ngoại sự tình. Ta đã đem hết toàn lực đối phó Giang Sách rồi, bất đắc dĩ thực lực hữu hạn, đấu không lại chính là đấu không lại a. Lão Thiên Tôn tức giận đặt mông ngồi xuống, hung hăng đập một cái mặt bàn, nếu như ngay cả ngươi đều không đối phó được, Na Long Lân cùng Long Thủ cũng quá, bọn họ không cần thiết mạnh hơn ngươi bao nhiêu a. Ngươi đây đã sai lầm rồi. Long Trảo nói rằng, nếu như ngươi nói Long Lân theo ta không sai biệt lắm, ta cảm thấy được có thể. Nhưng nếu như ngươi nói Long Thủ theo ta không sai biệt lắm, vậy sai hoàn toàn. Đừng nhìn ta nhóm ba người là cùng cấp quan hệ. Nhưng Long Thủ thực lực tại phía xa ta theo Long Lân trên. Cái này nhân loại, có vượt qua thường nhân đầu óc. Tuy là ta rất đáng ghét hắn, thế nhưng ta đối với hắn thực lực đó là cấp cho tương đối khẳng định. Nếu như lúc này đây phái tới là Long Thủ, vậy chúc mừng ngươi, diệt trừ Giang Sách sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Nói là nói như vậy, nhưng Long Trảo trong nội tâm kỳ thực đã vì Giang Sách cảm thấy lo lắng. Cùng hai người kia chung đụng thật lâu. Long Trảo rõ ràng thực lực của bọn họ. Nếu như tới thật là Long Thủ, Na Giang Sách liền thực sự nguy hiểm, đó là một cái thông minh tuyệt đỉnh lại không chừa thủ đoạn nào tên, nếu như nói Long Trảo còn có thể tuân thủ cái gì quân tử cục nói,
Na Long thủ chính là một không hề nguyên tắc ác nhân. Chỉ cần có thể diệt trừ đối thủ, hắn cái gì cũng làm ra được. Chờ mong lúc này đây tới là Long Lân A, Na Giang Sách còn có ứng đối không gian, nếu như tới là Long Thủ, thực sự liền xong đời. Mà Lão Thiên Tôn lại bất đồng. Hắn hùng hùng hổ hổ nói rằng, người không đối phó được Giang Sách, Long Lân tới cũng bạch hạt, trực tiếp làm cho Long Thủ đến đây đi. Giết chết Giang Sách tên khốn kiếp kia. Bọn họ đang nói chuyện võ thuật, tuân thủ nghiêm ngặt nhà phòng khách mở cửa. Ba cái thân ảnh đi đến. Đi thuốc ở đằng trước là Tương Huân, làm Long Mạch ngôn ngữ người, làm Yến Thành đại biểu, lần này từ hắn phụ trách đi tiếp đãi sứ giả. Long Chảo cùng Lão Thiên Tôn ánh mắt đồng thời nhìn sang, đều rất tò mò lúc này đây tới là Long Lân vẫn là Long Thủ. Kết quả, ở Tương Huân đứng phía sau hai người, một nam một nữ, nam thân cao xấp xỉ hai thước, nữ lạnh như băng giống như một tòa băng sơn. Hô! Long Chảo hít thở sâu một hơi. Âm thầm nói rằng, nguy rồi. Thật không ngờ, vì đối phó Giang Sách, cư nhiên lần đầu tiên làm cho Long Lân, Long Thủ đồng thời xuất động. Long Thủ, Long Lân, Long Chảo, này ba người là Long Mạch mạnh nhất chiến lực, dưới tình huống bình thường chỉ biết phái ra ba người bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào để giải quyết vấn đề, cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua đồng thời phái ra hai người tình huống. Thế nhưng lúc này đây bất đồng, tới trước Long Chảo, phía sau Long Thủ, Long Lân cũng đều tới, nói cách khác, tam đại chiến lực ở Yến Thành tập tề. Như thế vinh quang, này đây hướng bất kỳ thời khắc nào cũng không có xuất hiện qua. Điều này cũng làm cho Giang Sách triệt để lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Long Lân một bước lắc một cái tiêu sái đi qua, vòng quanh Long Chảo đi một vòng, dùng phi thường khinh miệt giọng, chính là một cái Yến Thành đều không giải quyết được. Long Chảo, ngươi thực sự quá làm chúng ta thất vọng rồi. Na sấp xỉ hai thước người khổng lồ Long Thủ dùng hồng trung vậy thanh âm nói rằng, nếu như không phải là bởi vì ngươi thất trách, hai chúng ta cũng không cần chạy tới. Chúng ta cũng đều là có riêng mình nhiệm vụ, nhưng bây giờ muốn buông tha hết thảy động tác, đi tới Yến Thành tới cho ngươi chùi đít, Long Chảo, ngươi biết tự có nhiều phế vật sao. Hai người kia vốn là đối với Long Chảo các loại chướng mắt, đụng phải hiện tại loại tình huống này, đương nhiên càng là các loại khinh bỉ. Tiểu Đào đứng ở một bên âm thầm nắm tay, là Long Chảo tình cảnh cảm thấy bất bình, nhưng là vừa có thể làm sao rồi. Thân phận của hắn, căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện tư cách. Long Chảo nhẹ nhàng cười, nói rằng, là, ta là năng lực không được, cho nên lúc này mới cần các ngươi nhị vị đến giúp đỡ a. Một bên Lão Thiên Tôn cũng mặc kệ giữa bọn họ có cái gì ân oán thị phi, hắn mãi mãi cũng chỉ quan tâm có thể hay không giết chết Giang Sách, bất kể là ai. Chỉ cần có thể giết chết Giang Sách vậy là được. Mèo mun mèo trắng, giỏi bắt được con chuột chính là tốt miêu. Long Lân lại giơ tay lên ý bảo nói, đừng có gấp, vỗ bên ngoài trước phải nhương bên trong, tại đối phó Giang Sách trước, trong chúng ta bộ sự tình trước phải giải quyết tốt. Chuyện nội bộ, chuyện gì? Lão Thiên Tôn ánh mắt hướng phía Tương Huân nhìn sang, hắn thấy, hay là nội bộ sự tình vậy khẳng định chính là Tương Huân tư thông kẻ thù bên ngoài chuyện này. Nhưng mà, hắn sai rồi. Long Lân căn bản không để ý tí nào Tương Huân, trực tiếp đứng ở Long Chảo trước mặt, nói rằng, theo như vậy một lần sự kiện đến xem, người căn bản cũng không có tư cách theo ta còn có Long Thủ cung cấp. Biểu hiện của ngươi làm cho Long Mạch Đại Nhân quá thất vọng rồi, căn cứ Long Mạch Đại Nhân chỉ thị, sẽ đối ngươi tiến hành nhất định nghiêm phạt. Đây là khẳng định. Thất bại, nhất định phải có nghiêm phạt, đây là Long Mạch hạng nhất xử sự phong cách. Chỉ là không biết một lần này xử phạt sẽ là cái gì. Từ Long Lân trong lời nói bên ngoài đại thể có thể nghe ra, ước đoán Long Chảo cũng bị xuống cấp. Hắn vị trí, có lẽ sẽ bị dọn ra, giao cho ngoài ra có năng lực người đến tỏa. Quả nhiên, Long Lân trực tiếp nói, căn cứ Long Mạch đại nhân ý chỉ, Long Chảo ngươi đã không ở theo chúng ta cùng cấp. Long Chảo cười khổ một tiếng, kết quả như vậy sớm đã nghĩ đến. Hắn là bởi vì năng lực nổi bật mới bị đặc biệt đề bạt, bây giờ bị người đánh bại, chứng minh năng lực của hắn hữu hạn, vậy dĩ nhiên cũng sẽ bị giáng cấp xử lý, không có gì hảo ý bên ngoài. Nhưng hắn vẫn là đem Long Mạch nhìn quá đơn giản. Long Lân tiếp tục nói, Long Chảo, ngươi cho rằng chỉ là bị giáng cấp xử lý đơn giản như vậy sao? Ngươi sai rồi, ngươi bại bởi Giang Sách, đem Long Mạch đại nhân khuôn mặt đều ném sạch rồi,
cộng thêm hai tay của ngươi bị phế, mất đi giá trị, người giống như ngươi, đã không có tư cách ở Long Mạch bên người đại nhân làm việc. Nghe thế, Long Trảo loáng thoáng cảm giác được không thích hợp, đối phương tựa hồ sẽ đối chính mình tiến hành nào đó rất nghiêm khắc xử phạt. Tựa như hắn dự liệu như vậy, kế tiếp hắn nghe được kết quả xử phạt, thực sự rất nghiêm khắc. Long Lân chỉ nói hai chữ, xóa tên. Xóa tên, Long Trảo bị xóa tên rồi. Hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, là Long Mạch liều mạng phấn đấu, không có công lao cũng có khổ lao a. Thật không có nghĩ đến, vẻn vẹn bởi vì một lần thất bại, liền trực tiếp bị xóa tên rồi. Nếu như là giáng cấp lời nói, Na dựa vào nỗ lực phấn đấu có thể còn có một lần nữa leo lên khả năng. Một khi bị xóa tên, Na Long Trảo sẽ thấy cũng không có trở lại tột cùng khả năng. Cuộc đời của hắn, cũng là như vậy. Không phải, sẽ không. Từ trước đến nay bình tĩnh Long Trảo, lúc này cũng có vẻ có điểm không kìm chế được nỗi lòng. Hắn nói rằng, Long Mạch đại nhân sẽ không như thế đối với ta, ta làm sao có thể bị xóa tên. Long Thủ nói rằng, cho ta bình tĩnh một chút, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, còn mặt mũi nào là Long Mạch đại nhân hiệu lực. Bại bởi Giang Sách, còn muốn ta tới cấp cho ngươi chùi đít, giống như ngươi vậy năng lực kém nhân, không đem ngươi xóa tên còn đem người nào xóa tên. Mỗi một câu đều giống như một bả đao nhọn, đao đao đều đâm vào Long Trảo trong lòng. Đau. Hắn phấn đấu cả đời mục tiêu, mất đi. Cuộc đời của hắn đường, còn có thể đi hướng nào? Mê võng, thất vọng, phiền muộn. Nhưng mà, hắn cho rằng sự tình đến nơi đây coi như là kết thúc rồi à? Còn không có. Trước bởi vì cùng cấp bậc duyên cớ, Long Lân vẫn không thể đối với Long Trảo làm cái gì, nhưng là bây giờ Long Trảo đã bị xóa tên rồi, từ nay về sau chính là một cái phổ thông người qua đường, hơn nữa còn là một cái hai tay bị phế người đi đường, đây còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Long Lân cười quỷ dị. Nàng xem Long Trảo, lại nhìn một chút Tiểu Đào, nói rằng, hai người các ngươi quan hệ tốt giống như rất tốt ha. Người nữ nhân này trong miệng có thể có cái gì tốt nói. Long Trảo cảm giác nhạy cảm đến, Long Lân nhất định là đang suy nghĩ gì xấu một chút tử, cũng không tính tiếp cái đề tài này, bất quá đáng tiếc là, Tiểu Đào không có sâu như vậy tâm tư, nhận lấy trọng tâm câu chuyện. Hắn vỗ bộ ngực nói rằng, đó là đương nhiên, ta theo chủ nhân quan hệ phi thường tốt. Vì chủ nhân, ta là có thể hy sinh tính mệnh cũng ở đây không tiếc. A hát, Long Lân cười càng vui vẻ hơn rồi, nói như vậy, Long Trảo cũng nhất định sẽ vì ngươi mà hy sinh tính mệnh a. Lời nói rõ ràng như vậy rồi, Tiểu Đào cũng phát hiện không thích hợp. Hỏi hắn, ngươi muốn làm cái gì? Long Lân từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, ngã xuống một cái trong ly, sau đó cầm lấy trên bàn ấm trà hoàng liễu hoàng, dùng nước trà ngâm nước cho thuốc phấn. Thuốc kia phấn vô sắc vô vị, căn bản là không nhìn ra có kê đơn. Một bên ngâm nước, nàng vừa nói, lời nói thật nói với các ngươi, túi này thuốc bột kịch độc không gì sánh được, uống vào sau đó 5S bên trong sẽ bỏ mạng. Nghe xong lời này, hiện trường mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Ngay cả lão thiên tôn người ngoài này đều lòng bàn tay xuất mồ hôi, mặc dù biết khả năng cùng chính mình không có quan hệ gì, nhưng người nào khi nhìn đến hai chén độc trà thời điểm. Cũng không thể hoàn toàn chấn định. Lão Thiên Tôn không tự chủ được lui về sau một bước, hết khả năng cùng Long Lân giữ một khoảng cách. Tiểu Đào cùng Long Trảo thần tình thì càng thêm không xong. Bọn họ loáng thoáng cảm giác được, cái ly này độc trà tựa hồ chính là cho bọn họ chuẩn bị xong. Chúc mừng bọn họ, đã đoán đúng. Long Lân nói rằng, Long Trảo, người phạm vào to lớn như vậy lệch lạc, cho rằng chỉ là bị xóa tên thì xong rồi sao? Long Mạch đại nhân hắn tâm địa thiện lương, không muốn đối với ngươi tiến hành qua nhiều truy cứu, nhưng trong mắt của ta không phải nhào nặn hạt cát, có thể nuốt không trôi khẩu khí này a. Nàng hoàng liễu hoàng hai chén độc trà, nói rằng, cho nên, ta lén lút quyết định đối với ngươi muốn theo đuổi thêm xử phạt. Cõng Long Mạch thêm vào xử phạt, loại chuyện như vậy kỳ thực có chút không thích hợp. Bất quá, nếu như là đối với một cái đã bị xóa tên nhân thêm vào xử phạt. Vậy thật ra thì liền không quan hệ đau khổ rồi, Long Mạch cũng sẽ không đi quản loại này nhàn sự. Thời khắc này Long Trảo cũng không có qua nhiều sợ, ngược lại có vẻ tương đối lạnh nhạt thong dong. Hắn cười ha ha, nói rằng, Long Lân, ngươi đã sớm xem ta khó chịu, muốn diệt trừ ta, chỉ là vẫn không có cơ hội tốt.
Cái này được rồi, ta bị xóa tên, ngươi quan báo tư thù, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào diệt trừ thống hận người, không có gì. Ở tử vong trước mặt, Long Trảo hiện ra khó được khí phách. Long Lân nói rằng, chớ đem ta nói tuyệt tình như vậy, chúng ta tốt xấu cộng sự một hồi, ta sẽ cho ngươi lưu cơ hội. Nói, Long Lân lại quay lưng lại đến rồi một ly trà. Hiện tại trên bàn thì có hai chén trà rồi, Long Lân bưng hai chén trà đi tới xa xa dạo qua một vòng lại đi trở về, đem hai chén trà buông. Ai cũng biết, cái này hai chén trà, một ly có độc, một ly không độc. Long Lân giải thích, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, uống xong trong đó một ly, nếu như là có độc, vậy đã nói rõ ngươi chết tiệt, nếu như là không độc, chúng ta đây ân oán giữa xóa bỏ. 50% cơ hội. Nếu như đánh cuộc đúng, Long Trảo còn có thể sống, cược sai rồi, vậy cũng chỉ có thể đem mệnh ở lại chỗ này. Long Trảo hít thở sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị chọn một ly trà tới uống, Long Lân lại nói rồi. Chờ một chút, Long Lân tiếp tục nói, quy tắc ta còn chưa nói hết, cái này hai chén trà người uống hết một ly, còn dư lại chén kia phải từ Tiểu Đào uống xong. Cái này, Long Trảo sắc mặt triệt để thay đổi, vô cùng phẫn nộ. Hai chén trà, một ly có độc một ly không độc, Long Trảo uống một chén, còn dư lại chén kia cho Tiểu Đào tới uống. Đây coi là cái gì? Long Trảo cùng Tiểu Đào trong hai người, vậy khẳng định là phải có một người phải chết. Long Lân, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Long Lân vui vẻ, ta chính là khinh người quá đáng, ngươi có thể như thế nào a? Ngươi bây giờ, đã không có theo ta trả giá tư cách. Nói cho ngươi biết. Ta chỉ cho ngươi một min thời gian, nếu như hai người các ngươi không có làm ra lựa chọn, ta đây sẽ đem các ngươi hai cái toàn bộ giết tất cả. Là tuyển trạch chết một người, vẫn là tuyển trạch hai người đều đi chết, nhìn chính các ngươi quyết định lạc. Đều nói tối độc phụ nhân tâm, ngày hôm nay Long Trảo xem như là chân chính thấy được. Hắn cùng Tiểu Đào, hoặc là cùng chết, hoặc là sống một cái. Đó là đương nhiên được tuyển trạch sống một cái. Vấn đề là ai chết ai sống, mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, sống sót người kia đều sẽ thống khổ vạn phần. Long Lân chính là nhìn đúng bọn họ chủ tớ quan hệ giữa phi thường tốt, vừa nghĩ đến lợi dụng phương thức như vậy tới dằn vặt. Vẻn vẹn cho rằng xóa tên liền kết thúc. Ngây thơ, một bên Lão Thiên Tôn đều nhìn toàn thân nổi da gà, nói thật ra, loại sự tình này nếu như là Lão Thiên Tôn để làm, tuyệt đối sẽ không thiết kế ra tuyệt tình như thế, hành hạ phương thức. Nếu như Lão Thiên Tôn, vậy khẳng định là tìm hai người thủ hạ, bang bang hai phát súng đem hai người cũng làm rơi. Sẽ không như thế dằn vặt người. Người chết kia khẳng định thảm, sống sót cái kia cũng sẽ thống khổ vạn phần, sống không bằng chết. Tâm tắc, Lão Thiên Tôn trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không nên đắc tội Long Lân, người nữ nhân này tâm tư quá mức ác độc. Sau đó... Long Lân lấy điện thoại cầm tay ra thiết trí tốt một min đếm ngược thời gian. Hiện tại, đếm ngược thời gian bắt đầu. Long Trảo, Tiểu Đào, quyết định các ngươi vận mạng nhất khác đến rồi. Tuyển trạch a, tuyển trạch, chỉ có một min thời gian, không phải chết một người chính là chết hai cái. Long Trảo bởi vì hai tay đều dây dưa lấy băng vải nguyên nhân, không thể tự kiềm chế đi bưng trà ly, vì vậy liền đối với Tương Huân nói rằng, tưởng gia chủ. Phiền phức đem bên trái một chén kia đưa cho ta đi. Nói đến nực cười, Long Trảo vừa tới tuân thủ nghiêm ngặt nhà thời điểm liền đối với Tương Huân tới một dạ oai phủ đầu, hung hăng nhục nhã qua Tương Huân. Có thể giờ này ngày này, hắn có thể nhờ giúp đỡ dĩ nhiên chỉ có Tương Huân một người. Bởi vì hiện trường trong nhiều người như vậy mặt, cũng chỉ có Tương Huân trong lòng còn mang theo thiện niệm. Tương Huân cũng không có tính toán cùng Long Trảo phía trước mâu thuẫn. Chủ động đi tới bên cạnh bàn, chuẩn bị tự tay đi đem bên trái một chén kia trà bưng cho Long Trảo đi uống. Nào ngờ, Tiểu Đào tay mắt lanh lẹ, dĩ nhiên đi trước một bước đem bên trái chén kia trà đoạt mất. Một cái xoay người, Tiểu Đào liền cùng Tương Huân giữ vững hai cái thân vị khoảng cách. Tiểu Đào, ngươi làm cái gì vậy? Chén kia trà là của ta. Long Trảo có chút tâm tình kích động nói. Tiểu Đào lại mỉm cười đáp, chủ nhân. Hai tay của ngươi tuy là phế đi, thế nhưng hai mắt như trước sáng sủa. Ngươi trước sau xem qua có độc, không độc hai chén trà, nhất định là có thể nhớ kỹ hai chén trà đặc thù. Mặc dù trà không có đặc thù, cái chén cũng sẽ có khác biệt,
Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ rõ ràng phân biệt ra được, cái nào một ly là có độc, cái nào một ly là không độc. Lời nói này một điểm không giả. Lấy long trảo nhãn lực, những vật này vẫn là nhìn ra được. Phải biết rằng, long lân nhưng khi long trảo mặt pha trà, một ly có độc một ly không độc, na long trảo coi như nhận không ra trà cũng có thể nhận được cái chén. Lấy long trảo nhãn lực mà nói, phân biệt ra được cái nào một ly có độc, đó nhất định chính là tiểu nhi khoa. Tiểu đào còn nói thêm, chủ nhân, kỳ thực ta vẫn luôn biết, từ ngươi cứu ta một ngày kia trở đi, vẫn coi ta là thành đệ đệ đối đãi. Ta biết, ngươi theo ta có một dạng tâm, tình nguyện hy sinh mình cũng nên vì đối phương lưu lại sống hy vọng. Cho nên, ngươi nhất định sẽ uống xong có độc cái ly này trà, đem không độc chén kia lưu cho ta. Tiểu đào trong mắt đã lóe ra nước mắt. Giờ khắc này, xin cho ta xưng hô ngươi một tiếng ca ca. Ca, ta nói qua, ta là ngươi khiên, sẽ vì ngươi đỡ tất cả đau thương kiếm kích, cho nên cái ly này độc trà, ngươi mơ tưởng từ trên tay ta cướp đi. Nói, tiểu đào ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Tiểu đào, long trảo hô to một tiếng, kêu tê tâm liệt phế. Tiểu đào uống xong trà, đem cái chén ném ở một bên. Yên lặng đợi tử vong đã tới. 5, 4, 3, 2, 1, đã đến giờ. 5 giây đi qua rất nhanh, nhưng mà, tiểu đào như trước yên lành đứng ở nơi đó, một điểm dị thường cũng không có. Làm sao, độc kia mất hiệu lực. Tiểu đào mở mắt ra, không rõ là thế nào chuyện gì xảy ra, Long Lân, người độc vô dụng. Long Lân vui vẻ, yên tâm, độc của ta khẳng định có hiệu. Ngũ dây bên trong chắc chắn phải chết. Ta đây vì sao còn chưa có chết? Ngươi không chết, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, ngươi uống xuống chén kia trà là không độc. À, điều đó không có khả năng. Tiểu đào mộng vòng, điều này sao có thể? Lấy long chảo nhãn lực, làm sao có thể nhìn lầm? Lúc này, long chảo cười khổ lắc đầu, nói rằng, ta không có nhìn lầm, ta cũng quả thực biết cái nào một ly là có độc, cái nào một ly là không độc. Đồng thời tiểu đào A, ta không riêng có thể biết cái nào ly là có độc cái nào ly là không độc, ta càng có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi. Ta đối với ngươi, quá hiểu. Tựa như ngươi nói, ta vẫn coi ngươi là thành thân đệ đệ đối đãi, nào có ca ca không biết em trai rồi. Thì ra, đây là long chảo cố ý xử một cái gạt. Long chảo biết tiểu đào đối với mình cảm tình, biết tiểu đào nhất định sẽ đem chén kia có độc trà đoạt lấy đi uống cạn. Vì bảo hộ tiểu đào, long chảo liền cố ý lựa chọn một ly không độc. Như vậy, tiểu đào dưới tình thế cấp bách đoạt lấy đi chính là không độc trà, sau khi uống xong đương nhiên một chút sự tình cũng không có. Đây chính là ca ca đối với em trai bảo hộ. Ở sinh mệnh nguy cấp trước mắt, long chảo còn có thể nghĩ nhiều như vậy, thông minh của hắn quả thực bất phàm. Tiểu đào cùng long chảo so với, nhất định chính là cái sinh vật đơn tế bào. Một bên Tương Huân nói rằng, long chảo chính là nhìn thấu tâm tư của ngươi, biết ngươi tinh thần hy sinh, cho nên mới phải cố ý tuyển trạch một ly không độc trà dẫn dụ ngươi đi đoạt, cũng mới bảo vệ ngươi, hiểu chưa? Cái này, tiểu đào triệt để trợn tròn mắt. Kỳ thực, cũng chính bởi vì tiểu đào tinh thần hy sinh, đối với long chảo trung tâm, chỉ có cứu mình một mạng. Nếu như tiểu đào muốn sống tạm lời nói, vậy bây giờ uống xong không độc trà không phải là long chảo rồi. Chính là bởi vì tiểu đào vĩ đại, mới để cho hắn thắng được hy vọng còn sống. Long chảo nói rằng, cái này còn dư lại một ly trà chính là ta rồi, tiểu đào, người phải dẫn ta na một phần hy vọng sống thật tốt xuống phía dưới. Về sau ca ca không ở bên người ngươi, người phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Thì ra, long chảo mới là này mặt khiên, là long chảo tự cấp tiểu đào ngăn cản đao thương kiếm kích. Tưởng gia chủ, làm phiền ngươi. Đang ở long chảo dự định phiền phức Tương Huân đem còn dư lại chén kia trà đoan khi đi tới, càng thêm hết ý tình huống xảy ra. Chỉ thấy tiểu đào giống như là tên rời cung, vèo một cái liền xông ra ngoài, đoạt lấy trên bàn chén kia trà, tại mọi người cũng còn không có phản ứng kịp thời điểm, hắn liền ngửa đầu uống xong. Ca, ngươi chính là đối với ta không đủ giải khai. Ta cũng không phải là ngoan ngoãn tử, cũng sẽ không chuẩn thủ quy tắc trò chơi. Ta tuy là nhãn lực không bằng ngươi, không nhìn ra cái nào một ly là độc trà, cái nào một ly là không độc trà, nhưng lại có quan hệ gì rồi? Hai chén trà ta uống hết không phải xong. Ca,
sống tiếp người kia, phải là ngươi. 5S đã đến giờ, lúc này đây không có kỳ tích phát sinh, Tiểu Đào phun phun ra búng máu tươi lớn, cả người trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn liền toàn thân nổi lên mụn nước, tử trạng đáng sợ. Tiểu Đào. Lúc này đây Long Chảo là thật tê tâm liệt phế kêu to đứng lên, không còn là diễn kịch. Như vậy một cái kiên cường nam nhân, cũng rốt cục nhịn không được, trong hai mắt nổi lên nước mắt, mất đi chí thân đau nhức, làm cho Long Chảo bầu trời trời u ám. Hắn cho rằng có thể dùng tiểu kế mưu đã lừa gạt Tiểu Đào, bảo hộ Tiểu Đào, làm cho Tiểu Đào sống sót. Nhưng mà Tiểu Đào sẽ không quản nhiều như vậy, vì để cho Long Chảo sống sót, Tiểu Đào triệt để nhảy ra quy tắc trò chơi. Đây đối với không phải huynh đệ của huynh đệ, vì để cho lẫn nhau có thể sống được, một cái cơ quan tính hết, một cái không nói võ đức. Toàn bộ tuân thủ nghiêm ngặt nhà trong đại sảnh, chỉ nghe được Long Chảo khóc giống tiếng. Thân giả thống cửu giả khoái. Chứng kiến Long Chảo khóc chết đi sống lại, Long Lân trên mặt của thì toát ra nụ cười sáng lạn, đã bao nhiêu năm. Nàng rốt cục thống thống khoái khoái báo thù, xả giận. Nàng muốn xem chính là tình cảnh như vậy. Long Lân cười ha ha nói, cỡ nào cảm nhân chàng diện a. Thân huynh đệ vì để cho đối phương mạng sống, thực sự là mỗi người thi triển ra tất cả vốn liếng a. Đáng tiếc. Long Lân móc ra một khẩu súng nhắm ngay Long Chảo đầu, lời của ta là không thể tin, làm trò xem xong rồi, Long Chảo, người cũng có thể chết đi. Trên Hoàng Tuyền Lộ, cùng Tiểu Đào làm bạn đi thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 87.